hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. chương 1551, không cách nào ngủ được. Nhụy nhụy, thật ra một việc có ý nghĩa hay không hoàn toàn không liên quan tới việc người khác thấy thế nào, chính ngươi muốn làm vậy là được rồi. A cửu không có trực tiếp trả lời vấn đề của Ninh nhụy nhụy. Cửu tỷ, thật ra thì trong mắt ngươi, những cái được gọi là khiêu chiến cực hạn kia rất nực cười đúng không? Ninh nhụy nhụy lộ ra nụ cười khổ, bởi vì bây giờ, ta cũng cảm thấy nó rất nực cười, chẳng hạn như lần khiêu chiến đỉnh núi tuyết mấy ngày trước, ta đứng trên đỉnh núi cảm giác mình chính là vua của thế giới, thế mà sau đó ta lại phát hiện hạ thiên, hắn mặc áo thun quần đùi, chân mang dép lê, người biết cảm giác lúc đó của ta như thế nào không? Ninh nhụy nhụy lắc đầu, mới đầu ta cảm thấy quả là khó có thể tin, nhưng sau khi xác nhận những việc này là sự thật, ta cảm thấy hết thảy những việc mình làm dường như không có chút ý nghĩa nào ta từng cho rằng đỉnh núi kia chưa từng có ai đặt chân lên, nhưng thực tế lại không phải như vậy. đối với hạ thiên mà nói, hắn có thể đi lên đỉnh núi kia một cách dễ dàng. không, nhụy nhụy, ta không cảm thấy tất cả những gì ngươi làm là nực cười. ta cửu nhìn ninh nhụy nhụy, vẻ mặt nghiêm túc. ta và tiểu thư đều rất xem trọng ngươi, những việc mà ngươi làm đều là việc những người bình thường khác không làm được. ngươi vẫn luôn nỗ lực để bản thân tốt hơn, tinh thần đó rất hiếm thấy. cửu tỷ. Ngươi vừa nói là người bình thường, Ninh Nhụy Nhụy bắt được trọng điểm, theo lý thuyết, ngươi và y y tỷ, cả Hạ Thiên Kỳ thật ra không phải là người bình thường đúng không? Nhụy Nhụy, có câu thế giới rộng lớn không thiếu chuyện lạ, có một số việc ngươi vốn dĩ sẽ không tiếp xúc đến. Ta Cửu khẽ thở dài, ta không phải không muốn nói cho ngươi biết, chỉ là ta sợ với tính cách của ngươi, một khi ngươi biết còn có một thế giới khác thì nhất định sẽ đi tìm tòi, nhưng Nhưng cái gì? Ninh Nhụy Nhụy có chút nóng nảy vội hỏi. Ngụy Nụy, ta và tiểu thư, còn có tên khốn Kiếp Hạ Thiên kia đúng là không phải người bình thường, nhưng trên thế giới này, người giống như chúng ta thật sự rất ít." A Cửu nhìn Ninh Ngụy nhụy "Ta không cách nào ngăn cản ngươi đi tìm kiếm nghiên cứu những chuyện này, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, nếu như ngươi nhất định phải tiến vào thế giới kia thì chỉ có một con đường." "Con đường gì?" Ninh Ngụy nhụy có chút nóng nảy hỏi. "Rất đơn giản, đó chính là trở thành người phụ nữ của Hạ Thiên." A Cửu chậm rãi nói hả ninh nhụy nhụy choáng váng nói như vậy cửu tỷ ngươi ngươi cũng là không ta không phải a cửu lắc đầu ta chỉ là một sản phẩm phụ thuộc nhưng tiểu thư a cửu lại nghĩ tới việc mười mấy năm trước điều này khiến nàng có chút khó mà nói tiếp y y tỷ thực sự là nữ nhân của tên lưu manh kia ninh nhụy nhụy nghẹn họng nhìn chân chối cái này cửu tỷ thật sự không còn cách nào khác sao nhụy nhụy đây là biện pháp duy nhất Ta không đề nghị ngươi đi con đường này. Trong thế giới người bình thường thì ngươi có thể tỏa sáng rực rỡ, nói không chút khoa trương. Bây giờ trên thế giới không có người phụ nữ bình thường nào xuất sắc hơn ngươi. Ta cửu nhìn ninh nhụy nhụy, nhưng nếu như ngươi thật sự đi theo tên khốn kiếp kia, ngươi sẽ phát hiện, ngươi có thể. Ta cửu hít một hơi thật sâu, nói ra một việc tàn khốc, ngươi có thể sẽ kém hơn bất kỳ một người phụ nữ nào của hắn. Audio điện tử võ tấn bền. A à, Cửu thật lòng quan tâm Ninh Nhụy Nhụy, nàng thật sự không muốn Ninh Nhụy Nhụy trộn lẫn cùng một chỗ với Hạ Thiên, cho nên nàng dứt khoát nói hết những việc này, bởi vì nếu nàng không nói rõ ràng, rất có thể Ninh Nhụy Nhụy sẽ tự mình tìm tòi nghiên cứu rồi không cẩn thận rơi vào. Cửu tỷ, người có thể nói cho ta biết, ngoại trừ Triệu Vũ Cơ, An Khả Khả, mà nữ Mộng Mộng và Y Y tỷ, còn có người nào giống các người không? Ninh Nhụy Nhụy không khỏi hỏi. Nhụy Nhụy người rất thích đồ trang điểm của tập đoàn thần y phải không a à, cửu chậm rãi hỏi đúng vậy sản phẩm của tập đoàn thần y thật sự rất tốt có thể chữa lành vết thương trừ sẹo ninh nhụy nhụy gật đầu một cái đúng rồi tổng giám đốc diệp mộng oánh của tập đoàn thần y thật sự rất xinh đẹp không biết có phải là do dùng mỹ phẩm dưỡng da của tập đoàn thần y hay không a à, chờ đã không không lẽ là ninh nhụy nhụy đột nhiên nghĩ đến một khả năng lập tức có chút kinh hãi Ngươi đoán đúng rồi." A à, Cửu cười nhạt một tiếng, thực tế thì tập đoàn Thần Y thuộc về Hạ Thiên, Diệp Mộng Oánh cũng là vợ của Hạ Thiên, sở dĩ tập đoàn Thần Y có cái tên này vì Hạ Thiên là thần y chân chính giỏi nhất trên thế giới này. Nghe tới đây, Ninh Nhụy Nhụy hoàn toàn sững sờ, tên Lưu Manh kia có lai lịch lớn như vậy. Ngay cả mỹ nữ giàu nhất Diệp Mộng Oánh cũng là người phụ nữ của hắn. "Cửu tỷ, ta cảm thấy mình cần yên tĩnh một chút." Ninh Nhụy Nhụy có chút vô lực ngồi xuống lượng tin tức này thật sự quá lớn với nàng. Nhụy nhụy, người nhớ phải sớm nghỉ ngơi một chút, thật ra được làm người bình thường cũng là một chuyện hạnh phúc. Giọng nói của A cửu tràn đầy ôn hòa, nói xong câu đó, nàng lập tức xoay người rời đi. Mà đêm nay Ninh nhụy nhụy lại không có cách nào đi vào giấc ngủ được. chương 1552, một lời không hợp liền cởi quần áo. Trong khách sạn, lúc này Lam Y Nhân cũng không ngủ, Nàng đang điên cuồng siêu tầm đủ loại tin tức ở trên mạng, muốn tìm ra những chuyện liên quan tới Hạ Thiên, nhưng nàng phát hiện mình không thể tìm được bao nhiêu tin tức hữu dụng. Trái lại, tin tức về tập đoàn thần y lại hiện lên rất nhiều. Chuyện tập đoàn thần y thay đổi tổng giám đốc bây giờ vẫn đang gây huyên náo xôn xao. Vợ tiểu y y, nàng còn chưa ngủ sao? Giọng nói của Hạ Thiên truyền tới từ phía bên cạnh. À, anh cứ đi ngủ trước đi, làm y nhân lấy lại tinh thần, vội vàng nói sở dĩ nàng chưa ngủ vì còn có chút lo lắng tuy trong phòng tổng thống có rất nhiều giường phòng cũng có không ít nhưng lỡ như hạ thiên đột nhiên leo lên giường nàng thì sao lúc đó nàng nên làm cái gì bây giờ hôm nay nàng đã được tận mắt nhìn thấy năng lực của hạ thiên nàng không cảm thấy mình có khả năng phản kháng lại đối phương thế à vậy ta ngủ trước đây hạ thiên thật sự chạy đi ngủ có lẽ là do công lực giảm xuống bây giờ hắn thật sự hơi có chút buồn ngủ nhưng hạ thiên nằm trên giường trần chọc rất lâu vẫn không hề có tí buồn ngủ nào, bởi vì hắn lại muốn ôm thần tiên tỷ tỷ, tiểu muội chân dài, băng băng, tiểu kiều, mị nhi các nàng. Thế là Hạ Thiên lại ngồi dậy lần nữa, đi ra phòng khách. Anh thức rồi, Lam Y Nhân ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên, trong lòng có chút hoảng loạn, bây giờ mới 2 giờ sáng, anh nên ngủ tiếp đi. Ta ngủ không được, cho nên đi ra ngồi với vợ tiểu Y Y, Hạ Thiên thuận miệng nói, sau đó lập tức ngồi xuống bên cạnh Lam Y Nhân do buổi chiều ta ngủ rất lâu cho nên mới ngủ không được còn anh tại sao lại không ngủ được lam y nhân thuận miệng hỏi lúc trước mỗi đêm ta đều ngủ với vợ của mình bây giờ ngủ một mình không quen hạ thiên ăn ngay nói thật sau đó nhìn lam y nhân vợ tiểu y y bây giờ trời đã sắp sáng rồi cũng sắp một ngày đã trôi qua không bằng bây giờ nàng đồng ý làm vợ ta đi như vậy ta còn có thể ngủ thêm một chút chúng ta mới quen biết chưa tới hai ngày đấy Lam Y Nhân có chút bất đắc dĩ, anh không thể chờ thêm một chút sao? Thật sự bây giờ Lam Y Nhân có chút mệt mỏi, trong lúc Hạ Thiên ngủ ở bên trong thì nàng nhận được cuộc gọi của Lam Tuấn Phong, nói đã bắt được thủ phạm phóng hỏa câu lạc bộ, đúng như những gì nàng suy đoán, người nọ chỉ là một nhân vật nhỏ, chuyện này không có ý nghĩa gì. Mà trong nội bộ nhà họ Lam, bây giờ hai cha con Lam Quý Tài và Lam Tuấn Kiệt chỉ bị ông nội nàng đuổi ra khỏi nhà, Lam Tuấn Phong nhờ vậy được chút chỗ tốt, hiện tại Ông nội của nàng đã tín nhiệm Lam Tuấn Phong hơn. Nói đến cái này cũng rất hoang đường, vì Lam Y Nhân xem như gián tiếp cứu sống Lam lão gia tử, cho nên Lam lão gia tử càng tín nhiệm Lam Tuấn Phong mà không phải tín nhiệm Lam Y Nhân hơn. Nhưng Lam Y Nhân đã không còn cảm thấy chuyện này quan trọng nữa, Lam lão gia tử vốn dĩ là người trọng nam khinh nữ, hắn chưa bao giờ thích nàng. Điều khiến Lam Y Nhân mệt lòng chính là nàng tìm kiếm tư liệu của Hạ Thiên một lúc lâu vẫn không phát hiện được gì tới bây giờ nàng vẫn không thể xác định Hạ Thiên rốt cuộc là người như thế nào. Mà điều càng làm cho nàng phiền não là, đến sáng ngày mai, nàng nên đồng ý hay triệt để cắt đứt quan hệ với hắn đây. Lam y nhân không muốn đồng ý với Hạ Thiên, nhưng nàng cũng không muốn cắt đứt với hắn ngay lập tức. Chẳng qua nàng cảm thấy mình cần thêm chút thời gian, dù sao thì việc này cũng là đại sự cả đời, làm sao có thể qua loa như vậy được. À, Lam y nhân đột nhiên cảm thấy không thích hợp, Người bên cạnh hình như hơi yên tĩnh quá mức thì phải. Vừa quay đầu lại, Lam Y Nhân lập tức phát hiện Hạ Thiên đang nhìn mình với ánh mắt không quá bình thường, cúi đầu xuống, gương mặt xinh đẹp của Lam Y Nhân bỗng chốc đỏ ửng, váy của nàng xảy ra vấn đề, cho nên hiện giờ có chút bại lộ. Lam Y Nhân vội vàng chỉnh váy lại cho tốt, khẽ liếc nhìn Hạ Thiên, anh đang nhìn cái gì đấy? Nhìn ngực, Hạ Thiên thành thật trả lời, vợ tiểu Y Y, dáng người của nàng không tệ, nhưng nàng mặc hơi nhiều hay nàng thay quần áo khác đi ta không có quần áo để thay lam y nhân tức giận nói chẳng lẽ ra hỏa này thật sự cho rằng nàng là đồ ngốc còn đi thay quần áo khác nữa chứ ừm um, thật ra nếu nàng không mặc gì cả thì ta cũng không để ý đâu hạ thiên nói với vẻ mặt cực kỳ chân thành nhưng ta để ý lam y nhân có chút cạn lời tên này đang nghĩ cái gì vậy nàng còn chưa đáp ứng làm vợ hắn đâu mới đó mà đã muốn xem nàng không mặc quần áo rồi vợ tiểu y y, đây có gì phải ngại ngùng chứ? Hạ thiên cười hì hì, ngoại trừ ta thì sẽ không có ai thấy đâu. Lam y nhân quyết định không thèm để ý hạ thiên, hắn mới là người mà nàng không muốn cho thấy. Thật là còn keo kiệt hơn cả vợ quỷ keo kiệt. Hạ thiên lẩm bẩm, ừm, um, nói đến vợ quỷ keo kiệt, quần áo thiết kế của nàng ấy rất đẹp, nhưng luôn có chút bảo thủ. Hạ thiên nhìn chằm chằm vào chiếc váy dài màu xanh nước biển có chút bảo thủ của Lam y nhân, đột nhiên có chút ngạc nhiên, a. À vợ tiểu y y hình như chiếc váy mà nàng đang mặc là thiết kế của vợ quỷ keo kiệt nha anh nói bậy cái gì đấy lam y nhân không khỏi phản bác đây là do nhà thiết kế nổi tiếng ninh khiết làm ra quần áo do nàng thiết kế đều là phiên bản số lượng có hạn vất vả lắm ta mới mua được một món đấy ta không có nói bậy nàng ấy chính là vợ quỷ keo kiệt của hạ thiên nháy mắt thật ra thì quần áo trên người ta cũng là do nàng ấy thiết kế anh đang gạt quỷ hả Lần này làm y nhân tuyệt đối không tin tưởng, cho dù ninh khiết thật sự là vợ quỷ keo kiệt gì đó của anh, nhưng quần áo anh đang mặc không thể nào là thiết kế của nàng ấy được. À, anh làm cái gì vậy? Làm y nhân có chút luống cuống, tại sao ra hỏa này một lời không hợp lại bắt đầu cởi quần áo chứ? chương 1553, vợ quỷ keo kiệt. Hạ thiên cởi áo thun xuống, làm y nhân sợ tới mức muốn đứng dậy bỏ chạy, nhưng sau đó nàng nhanh chóng phát hiện. Hạ Thiên chỉ cởi áo thun đưa tới trước mặt nàng mà thôi. Vợ tiểu y y, nàng nhìn đi, nơi này có ký hiệu độc nhất vô nhị của vợ quỷ keo kiệt nè. Hạ Thiên cười hì hì nói. Lam y nhân nhìn thoáng qua một chút, sau đó lập tức ngẩn ngơ, im lặng, trên áo thật sự có nhãn hiệu độc nhất vô nhị của Ninh Khiết. Thật ra thì nhãn hiệu này không phức tạp, chỉ có một chữ Ninh, theo lý thuyết muốn bắt trước cũng không khó, nhưng lần này Lam y nhân lại tin áo thun của Hạ Thiên không phải là hàng nhái, vì hàng nhái thường sẽ không giấu nhãn hiệu ở bên trong. Trên thực tế, quần áo do Ninh Khiết thiết kế cũng đều đặt nhãn hiệu ở bên ngoài. Vợ tiểu y y, thật ra thì tất cả quần áo của ta đều là do vợ quỷ keo kiệt thiết kế. Hạ thiên cười hì hì, không tin ta có thể cởi ra cho nàng xem. Đừng, đừng, ta tin rồi. Làm y nhân vội vàng nói, nàng thật sự sợ ra hỏa này dám cởi quần trước mặt mình. Ngay cả dép lê của ta cũng do vợ quỷ keo kiệt làm đấy. Hạ Thiên vẫn cứ nở nụ cười, tiếp đó giơ chân lên, nhìn nè, ký hiệu ở ngay bên cạnh. Anh mặc áo vào trước rồi nói được không? Lam y nhân có chút cạn lời, nàng đã thấy được ký hiệu trên dép lê, trong lòng nói thầm, nếu như Ninh Khiết thực sự là vợ của Hạ Thiên, như vậy có nghĩa là quần áo trên người gia hỏa này rất đắt tiền. Phải biết rằng, bất cứ ai nhìn thấy Hạ Thiên đều sẽ có cảm giác hắn là một tên ăn mày, nhưng trên thực tế, nếu như tất cả món đồ trên người hắn đều do Ninh Khiết tự mình thiết kế, thậm chí còn có thể là do Ninh Khiết tự mình làm ra, vậy thì giá trị của nó thật sự không phải tầm thường, đừng nói là ăn mày, ngay cả phú hào tầm thường cũng chưa chắc có được loại đãi ngộ này. Vợ tiểu y y, không có gì phải lo cả, dù không mặc quần áo thì ta cũng sẽ không thấy lạnh. Hạ Thiên Thuận miệng nói, ta cũng không để ý nàng chiếm tiện nghi của ta đâu. Nhưng ta không muốn chiếm tiện nghi của anh, Lam Y nhân tức giận nói, trong lòng chửi bậy, dáng người của người này cũng không ra gì, còn không nhìn thấy được cơ bụng ai chiếm tiện nghi của hắn chứ À, vợ tiểu y y nếu như nàng để ý thì thật ra cũng rất đơn giản nàng có thể cởi quần áo để ta nhìn một chút như vậy là công bằng rồi hạ thiên nói rất chân thành nghĩ hay quá ha lam y nhân liếc xéo hạ thiên một cái tên này nhìn bề ngoài có vẻ hơi ngu ngốc thật ra bên trong mưu ma quỷ kế rất nhiều thậm chí ngay cả phương pháp xảm sớ kia cũng có thể nghĩ ra được chuyện này cũng rất bình thường mà hạ thiên lẩm bẩm được rồi ta mặc áo vào là được chứ gì hạ thiên tiện tay mặc áo thun vào người tiếp đó lại chăm chú nhìn lam y nhân vợ tiểu y y thật ra thì ta không để ý chiếm tiện nghi của nàng nếu không thì để ta chiếm chút tiện nghi của nàng nha ta để ý lam y nhân tức giận nói vì sao nàng cũng nhỏ mọn như vậy chứ hạ thiên lắc đầu ừm um, xem ra ai mặc áo do vợ quỷ keo kiệt thiết kế thì người đó cũng sẽ trở nên hẹp hòi lam y nhân có chút cạn lời đây là suy nghĩ quỷ quái gì vậy nhưng lam y nhân đã lười phản bác nàng cảm thấy mình thật sự không có biện pháp nói đạo lý với hạ thiên này hạ thiên nếu anh có nhiều vợ như vậy tại sao lại không đi tìm bọn họ chứ lam y nhân lại lên tiếng hỏi lúc đầu thì nàng tuyệt đối không tin hạ thiên có nhiều vợ như vậy nhưng bây giờ nàng đã có chút bán tín bán nghi các nàng đều chạy ra ngoài chơi rồi hạ thiên có chút buồn bực ta không biết các nàng đi nơi nào căn bản không thể tìm được. vậy không phải anh nên tiếp tục đi tìm các nàng sao? làm y nhân có chút cạn lời. đây là thể loại đàn ông gì vậy? vợ không thấy cho nên lại đi tìm vợ mới. có lẽ do từ nhỏ đến lớn sống trong thế giới kẻ có tiền, làm y nhân đã quá quen với việc đàn ông có nhiều tình nhân, cho nên vẫn có thể tiếp thu chuyện này. nhưng việc không tìm thấy vợ cho nên tìm người mới của Hạ Thiên khiến nàng không thể nào chấp nhận được. đây hoàn toàn là hành vi không chịu trách nhiệm gia hỏa này đã trăng hoa lại còn không biết chịu trách nhiệm. Đúng rồi, vợ tiểu y y, ta đang đi tìm các nàng nha. Hạ thiên nói rất chân thành, cho nên nàng phải mau mau làm vợ của ta đi, như vậy ta mới có thể nhanh chóng tìm được các nàng. Ta làm vợ anh thì có liên quan gì tới việc tìm các nàng chứ? Làm y nhân có chút cạn lời. Vợ tiểu y y, cái này có liên quan rất lớn là đằng khác. Bây giờ ta không có cách nào nói toàn bộ cho nàng biết, nhưng chỉ cần nàng đồng ý làm vợ ta thì ta mới có thể tìm được thần tiên tỷ tỷ và những người khác." Hạ Thiên lộ ra vẻ mặt cực kỳ chân thành, hiện tại, nàng chính là người làm chậm trễ thời gian ta tìm các nàng đấy. Ý của anh nghe như nếu anh không tìm được vợ của mình thì đó chính là lỗi của ta. Làm y nhân dở khóc dở cười. "Vợ tiểu y y, ta chắc chắn có thể tìm được các nàng, nhưng có thể sẽ tốn nhiều thời gian hơn, trà, đây cũng không phải do một mình nàng sai." Hạ Thiên vô cùng nghiêm túc phân tích, vẫn là do vợ y y sai, nàng ấy không chịu phối hợp, ừm, cũng là do A cửu nha đầu kia sai, nàng ấy không chịu thăng cấp, tiểu muội chân dài càng có lỗi, không chịu làm vợ ta thì thôi đi, lại còn lớn lên giống muội muội chân dài. Làm y nhân nghe mà muốn phát điên, cái chuyện lung tung rối loạn gì đây, chẳng lẽ thật sự thành lỗi của nàng à? Trường 1554, uy hiếp, ngay lúc lam y nhân đang vò đầu bứt tóc nghĩ cách làm hạ thiên đi ngủ thì điện thoại di động của nàng lại vang lên lần nữa lam y nhân nhìn thấy tên người gọi đến không khỏi nhíu mày người này chính là tần hải duyệt hơn nửa đêm hắn lại gọi điện thoại cho nàng điều này thật sự rất không bình thường lam y nhân suy nghĩ một chút trực tiếp từ chối cuộc gọi quyết định không nhận cuộc điện thoại này tần hải duyệt cũng không tiếp tục gọi điện tới nhưng chỉ sau một phút đồng hồ thì lam y nhân lại nhận được một tin nhắn mà tin nhắn này chính là một đoạn video. Lam y nhân có chút khó hiểu nhưng vẫn mở video ra xem. Video không dài, chỉ có chừng một phút, trong video có một người đàn ông đưa lưng về phía ống kính, hắn cầm dao đâm vào người đàn ông khác, tiếp đó xoay người bỏ chạy, mà lúc xoay người thì người nọ ngẩng đầu lên. A, à, Lam y nhân kinh hô một tiếng, vì lần này nàng nhìn rất rõ ràng, người đàn ông này không phải ai xa lạ, hắn chính là em trai ruột của nàng, Lam Tuấn Phong. Điện thoại vang lên lần nữa, người gọi tới vẫn là Tần Hải Duyệt, mà lần này Lam Y Nhân lập tức bắt máy gần như không có do dự. Lam Đại Tiểu Thư, chắc ngươi đã xem video ta vừa mới gửi cho ngươi đúng không? Sọng điệu bình thản của Tần Hải Duyệt vang lên, nếu không thì ta tin chắc ngươi sẽ không tiếp điện thoại nhanh như vậy. Tần Hải Duyệt, có chuyện gì thì nói thẳng đi, Lam Y Nhân vô cùng bình tĩnh đáp lại. Rất tốt, ta thích ngươi thẳng thắng như vậy. Giọng nói của Tần Hải Duyệt vẫn thản nhiên như cũ, nếu như vậy thì chúng ta nên trực tiếp gặp mặt nói chuyện, câu lạc bộ nữ vương, sảnh vương hậu, nhớ kỹ, tới một mình. Tần Hải Duyệt nói xong câu đó thì cúp điện thoại, cứ như thể hắn chắc chắn Lam Y Nhân sẽ tới. Mà trên thực tế, vừa kết thúc cuộc gọi thì Lam Y Nhân đã lập tức đứng dậy. Hạ Thiên, ta muốn đi ra ngoài một chút, Lam Y Nhân nói. Biết rồi, vợ tiểu Y Y cứ đi đi, ta ngủ trước một lát. Hạ Thiên thuận miệng đáp lại. Lam Y Nhân sững sờ, nàng vốn dĩ cho rằng hạ thiên sẽ đòi đi theo nhưng như vậy cũng tốt lam y nhân nhanh chóng bước ra khỏi phòng đi thang máy xuống lầu tiếp đó ngồi vào trong xe rồi nổ máy nhưng nàng không có lập tức rời đi mà gọi một cuộc điện thoại khác lam y nhân không có gọi cho tần hải duyệt nàng gọi cho lam tuấn phong chị hai ngươi ngươi có chuyện gì không lam tuấn phong rất nhanh bắt máy khi nghe được giọng nói của đối phương lam y nhân lập tức biết có việc không ổn Tiểu Phong, những gì trong video là thật sao? Lam Y Nhân trực tiếp hỏi, nàng tin chắc Tần Hải Duyệt đã gửi đoạn video này cho Lam Tuấn Phong. Mà sở dĩ Tần Hải Duyệt không nói việc này ở trong điện thoại, hiển nhiên vì biết nàng nhất định sẽ gọi cho em trai. Chị hai, ngươi, ngươi làm thế nào mà? Trong giọng nói Lam Tuấn Phong hiện lên sự kinh ngạc và hoảng loạn. Được rồi, ngươi bình tĩnh một chút, ta chỉ hỏi một câu, rốt cuộc đó có phải là thật hay không? Lam Y Nhân nổi giận, ta cần biết rõ ràng mới có phương pháp giải quyết, ngươi cho rằng tại sao lúc này ngươi lại nhận được video. Vừa rồi Tần Hải Duyệt đã gửi nó cho ta, còn bảo ta lập tức đi gặp hắn. Chị hai, ngươi ngàn vạn lần đừng đi, Tần Hải Duyệt chắc chắn có ý đồ khác. Lam Tuấn Phong sốt ruột ngăn cản. Nói như vậy, nội dung trong video là thật, Lam y nhân cắn răng, cái tên bị ngươi đâm một nhát kia là ai? Bây giờ hắn chết hay sống? Chị hai, chuyện đó là thật, nhưng... Nhưng ta cũng không biết tên đó còn sống hay đã chết. Chuyện này xảy ra đây mấy tháng trước rồi, lúc đó Tần Hải Duyệt nói với ta không sao cả, nói cái gì mà hắn sẽ lo liệu ổn thỏa chuyện này, ta nào biết được bây giờ đột nhiên lại. Trong giọng nói của Lam Tuấn Phong tràn ngập hoảng loạn, hiển nhiên không biết nên làm thế nào. Cái người bị ngươi đâm một nhát là ai? Lam Y Nhân truy vấn. "Chị hai, ta hoàn toàn không quen biết người kia, lần đó ta uống nhiều quá, sau đó hắn đi tới khiêu khích ta." mắng những lời rất khó nghe, ta không nhịn được, vừa vặn bên cạnh có con dao, ta lập tức cầm lên đâm hắn. Lam Tuấn Phong như sắp khóc, ta không ngờ sẽ bị Tần Hải duyệt quay video, cũng không ngờ bây giờ hắn lại. người cho rằng cái danh đệ nhất công tử thành phố Quế của hắn chỉ để gọi cho vui thôi sao? Lam Y Nhân có loại cảm giác hận không thể rèn thành sắt. Thôi, người ở nhà đi, không được đi bất cứ chỗ nào, ta đi xử lý chuyện này. Được, vâng chị hai, vậy vậy ta cúp điện thoại trước đây giọng nói của lam tuấn phong rõ ràng đã hoàn toàn luống cuống sau khi cúp điện thoại lam y nhân hít một hơi thật sâu nàng biết đứa em trai của mình có chút không nên thân nhưng chuyện này khiến nàng mơ hồ cảm thấy không thích hợp nàng có loại cảm giác rằng lam tuấn phong bị thiết kế lừa gạt để ta xem tần hải duyệt đang bày trò gì lam y nhân nổ máy xe nhưng cùng lúc lại có chút do dự nàng biết câu lạc bộ nữ vương đó là một hộp đêm mà nàng nửa đêm nửa hôm chạy tới đó, dường như không quá an toàn. Lam y nhân quay đầu nhìn phòng cao nhất của khách sạn, trong lòng có chút xoắn suýt, nàng bắt đầu có suy nghĩ muốn Hạ Thiên đi cùng, nhưng vấn đề là, chỉ sợ đến lúc Hạ Thiên nhìn thấy Tần Hải Duyệt thì ra hỏa đó sẽ trực tiếp động thủ, nếu thế thì nàng không thể thương lượng được gì nữa. Hơn nữa Tần Hải Duyệt cũng đã dặn nàng chỉ có thể tới một mình. Đang lúc làm y nhân do dự thì có người khe khẽ gõ vào cửa sổ xe một cái, Chương 1555, hắn nói gì thì kệ hắn. Lam Y Nhân quay đầu lại, sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi, cách cửa kính xe, nàng lại nhìn thấy một hỏng súng đen ngòm. Người nhắm họng súng vào Lam Y Nhân, nàng cũng đã nhìn ra, đây là một nữ nhân, bây giờ người này đang mặc một bộ quần áo màu đen, nàng ta chính là người trong đôi nam nữ đi theo Thạch Nham lúc chiều. Mở cửa sau, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Lam Y Nhân không do dự mở khóa cửa sau ra người phụ nữ mặc đồ đen trực tiếp lách người ngồi xuống, từ gương chiếu hậu, làm y nhân có thể thấy người phụ nữ mặc đồ đen vẫn đang chĩa súng vào mình. Người muốn làm gì, làm y nhân nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nàng tin chắc rằng nữ nhân mặc đồ đen kia không muốn giết nàng, ít nhất không phải bây giờ, bởi vì nếu muốn giết nàng, chỉ cần bắn nàng là xong, kính cửa sổ ô tô của nàng là loại không chống đạn, mà nó cũng không cần phải dùng tay như vậy. Nam nhân của người đâu? Người phụ nữ áo đen lạnh lùng hỏi, gọi điện thoại bảo hắn tới nếu không ta sẽ giết ngươi nam nhân của ta lam y nhân sửng sốt nhưng nàng rất nhanh hiểu ra ý của ngươi là hạ thiên sao chính là người ở cùng với ngươi mà ta nhìn thấy vào buổi chiều người phụ nữ mặc áo đen có chút không kiên nhẫn nói ta không có hứng thú với tên của hắn mau gọi hắn đến đi nhưng bây giờ đã muộn lam y nhân muốn trì hoãn thêm một lúc nhanh lên nữ nhân mặc áo đen đó trực tiếp dùng súng chỉ vào đầu Lam Y Nhân từ phía sau. Nhưng ta, Lam Y Nhân muốn giải thích, nàng thậm chí còn không biết số điện thoại của Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên ở trên lầu nhưng rốt cuộc nàng cũng không thể gọi hắn đến đây ngay, đúng không? Người quái dị, người đang tìm ta sao? Lúc này, một giọng nói vang lên, Lam Y Nhân chợt phát hiện bên cạnh mình đã nhiều hơn một người. Dĩ nhiên người này chính là Hạ Thiên, hắn xuất hiện ở vị trí kế bên tài xế mà không hề có dấu hiệu nào sau đó hắn nhìn về phía người phụ nữ mặc đồ đen ngồi ở ghế sau ta không thích người quái dị tới tìm ta càng không thích người quái dị chĩa súng vào vợ tương lai của ta có phải là ngươi muốn ta tiễn ngươi đi chết không vẫn là ngươi đi chết đi người phụ nữ áo đen cười nhạo một tiếng họng súng đột một chĩa vào hạ thiên đồng thời không chút do dự mà bóp cò thế nhưng nàng ta lại không thể bóp cò vì đúng lúc này nàng ta nhận ra rằng mình hoàn toàn không thể cử động. Một giây tiếp theo, nữ nhân mặc áo đen đó cảm thấy cả người mình đang bay lên, hơn nữa nàng ta không hề phát hiện ra mình đã rời khỏi xe từ khi nào, chỉ biết rằng bản thân đang biểu diễn một màn bay trên không. Điều thần kỳ là vào lúc này, nàng ta đột nhiên phát hiện ra mình đã có thể cử động, mà quán tính khiến cho nàng bóp cò theo bản năng. Bùm! Tiếng súng vang lên. a à, Nữ nhân mặc áo đen hét lên một tiếng, sau đó ngã mạnh xuống mặt đất không một tiếng động nàng nàng ta bị làm sao vậy lam y nhân nghe thấy tiếng súng thì phát hiện người phụ nữ mặc áo đen đã nằm cách đó mấy chục mét nàng không nhịn được hỏi hạ thiên một câu ta không biết chết rồi hạ thiên chẳng thèm để ý lam y nhân còn muốn nói gì nữa nhưng cuối cùng lại không nói ra bởi vì nàng nhớ tên này không phải người thường rõ ràng người phụ nữ áo đen kia không phải người tốt lành gì nhìn như một sát thủ nhưng nếu như nữ nhân mặc đồ đen kia là một sát thủ, vậy chẳng phải Thạch Nham cũng có vấn đề sao? Lam Y Nhân lắc đầu, quyết định sẽ không nghĩ nhiều như vậy, nàng còn có việc khác cần phải hoàn thành. "Hạ Thiên, ta muốn đi tìm Tần Hải Duyệt." Lam Y Nhân mở miệng nói ra. "Vợ tiểu Y Y, ta biết rồi, đi thôi, ta đi tìm tên ngốc đó với nàng." Hạ Thiên lười biếng nói. Nhưng hắn yêu cầu ta đi một mình, Lam Y Nhân có chút bất đắc dĩ vợ tiểu y y sao nàng lại ngốc như vậy hắn nói gì thì kệ hắn mắc mớ gì đến chúng ta chứ hạ thiên nhìn lam y nhân với dáng vẻ rất chăm chú nàng là vợ của ta ngoại trừ lời của ta ai nói cũng không thể nghe theo hạ thiên dừng một chút lại nói thêm một câu ừm nếu như thần tiên tỷ tỷ trở về nàng cũng phải nghe lời thần tiên tỷ tỷ nhưng trong tay tần hải duyệt đang nắm giữ điểm yếu của em trai ta lam y nhân muốn làm rõ ràng mọi chuyện một chút vợ tiểu y y, IQ của nàng thật sự có vấn đề rất lớn nha. Ta đã biết tất cả những chuyện nhỏ nhặt này rồi, nhưng nàng không cần phải để ý đến đâu. Dù sao thì, chúng ta chỉ cần đi gặp tên ngốc tên Tần Hải Duyệt đó là được rồi. Hạ Thiên ngắt lời Lam Y Nhân, nói, vốn dĩ ta định một lát mới đi cứu nàng, nhưng tính toán chút, bây giờ ta sẽ đi với nàng là được rồi. Được, vậy anh xem video trước đi. Cuối cùng, Lam Y Nhân quyết định để Hạ Thiên đi cùng mình nhưng nàng vẫn lấy điện thoại ra muốn cho hạ thiên nhìn một chút vợ tiểu y y ta đã nhìn thấy rồi hạ thiên nhìn chằm chằm lam y nhân rồi lẩm bẩm một mình đây có thể là người vợ ngu ngốc nhất mà ta từng tìm được lam y nhân có một loại xúc động muốn đập đầu trên tay lái mà chết chỉ số thông minh của nàng lại bị tên này ghét bỏ hết lần này đến lần khác được vậy anh nói cho ta biết chúng ta giải quyết chuyện này như thế nào Lam Y Nhân nhìn chằm chằm Hạ Thiên, dù sao ta vẫn luôn cảm thấy Tần Hải Duyệt đã gài bẫy em trai của ta. Chương 1556, ta chết rồi sao? Này, vợ tiểu Y Y, mặc dù trí thông minh của nàng không cao nhưng nàng thông minh hơn em trai mình rất nhiều, con dao kia của hắn chưa hề đâm chết người. Hạ Thiên cười hì hì, vị trí đó thật ra không phải là chỗ nguy hiểm. Chỉ đâm một chút không làm chết người được. Anh chắc chứ? Lam Y Nhân có chút không tin lắm tên này chỉ xem một đoạn video mà đã có thể xác định được chuyện này được sao? Vợ tiểu y y, ta vừa mới khen nàng một câu, sao nàng lại ngốc thế? Hạ thiên có chút buồn bực, ta là thần y giỏi nhất trên thế giới này, tất nhiên ta chắc rồi. Vậy được, chúng ta đến chỗ tần hải duyệt trước đã. Lam y nhân cảm thấy không có cách nào nói chuyện đàng hoàng với Hạ thiên, hơn nữa nàng luôn cảm thấy nếu nói quá nhiều với tên này, có thể trí thông minh của nàng sẽ thực sự bị giảm xuống. Lam y nhân khởi động xe, chẳng mấy chốc, nàng đã đến câu lạc bộ nữ vương, nhưng dù là hộp đêm, vào thời gian này cơ bản không có người. Đây phải làm sao, bây giờ cửa lớn của câu lạc bộ nữ vương đã bị đóng lại, nhưng có một cửa nhỏ vẫn đang mở, Lam y nhân và Hạ Thiên đi thẳng vào từ cửa nhỏ. Trái lại, bên trong ánh đèn rực rỡ, nhưng đại sảnh tầng một vẫn không có ai, tạo cho người ta cảm giác trống trải. Lam y nhân đi thang máy lên thẳng tầng 4, cái gọi là hậu sảnh nữ vương chính là một trong những phòng riêng sang trọng nhất trong câu lạc bộ. Mà toàn bộ tầng 4 cũng chỉ có hai phòng riêng, một là phòng nữ vương, còn lại được gọi là phòng thân vương. Nghe nói, phòng nữ vương dành riêng để tiếp đón đàn ông. Ở đây, người đàn ông là vua và có thể hưởng thụ những người gọi là hoàng hậu. Còn đối với phòng thân vương là dùng để tiếp đãi phụ nữ, ở đây phụ nữ chính là nữ vương, nhân viên phục vụ nam được gọi là thân vương. Thực ra Lam Y Nhân chưa bao giờ từng đến đây, nhưng nàng vẫn biết rõ nơi này. Hơn nữa nàng cũng nghe đồn đại, chỗ này chính là sản nghiệp của Tần Hải Duyệt. Chỉ có điều Tần Hải Duyệt không thừa nhận, nhưng bây giờ Tần Hải Duyệt lại lựa chọn nơi này, đây có thể coi như là thừa nhận. Sọc đường đi đều không có người nào ngăn cản, hành lang bên trên cũng không có ai. Mặc dù đèn đã được bật sáng, nhưng toàn bộ nơi đây lại mang đến cho người ta cảm giác vắng vẻ lạ thường. Điều này khiến cho Lam Y Nhân cảm thấy có gì đó không ổn tuy nhiên nàng vẫn bước vào phòng nữ vương nhưng điều nàng không ngờ tới là trong phòng nữ vương cũng không hề có ai sao lại thế này lam y nhân cau mày vợ tiểu y y nơi này hoàn toàn không có người hạ thiên thuận miệng nói người đã bị tên múc tần hải duyệt kia lừa rồi lam y nhân lấy điện thoại di động ra bấm số của tần hải duyệt tần hải duyệt người đang ở đâu lam y nhân có chút nổi nóng hơn nửa đêm rồi còn chơi đùa người khác sao làm đại tiểu thư, ngươi không nhìn thấy ta, nhưng ta đang nhìn ngươi đấy. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói đầy vẻ đắc ý, ta đoán không sai, ngươi thật sự đưa tên nhóc đó đến, ngươi đã không tuân thủ hứa hẹn, cho nên ta tự nhiên sẽ không cần đợi ngươi ở đó nữa. Tần Hải Duyệt, rốt cuộc thì ngươi đang dở trò gì vậy? Làm y nhân lạnh lùng hỏi. Làm y nhân, ngươi sẽ sớm được biết thôi. Ở trong điện thoại Tần Hải Duyệt cười ha ha một tiếng, gửi lời tới tên nhóc tên Hạ Thiên kia, nói là, kiếp sau đừng để cho hắn đắc tội với ta nữa. Người cái gì, Lam Y Nhân còn muốn hỏi Tần Hải Duyệt nói thế là có ý gì, nhưng nàng lại phát hiện đầu bên kia đã cúp điện thoại. Vợ tiểu Y Y, tên ngu ngốc kia chỉ hướng về phía ta thôi. Hạ Thiên lười biếng nói, cha, nơi này đang bốc cháy, cái đứa đần đó đang muốn thiêu chết ta đây mà. Cái gì, sắc mặt Lam Y Nhân thay đổi rõ rệt, ở đây đang bốc cháy sao? vậy chúng ta mau đi thôi. Vợ tiểu y y, thật ra ngươi không cần phải lo lắng, đó chỉ là xảy ra hỏa hoạn mà thôi. Đừng sợ, hạ thiên lại bày ra dáng vẻ chẳng hề để ý, mà đúng lúc này, làm y nhân cũng đã nhìn thấy một đám lửa vọt vào trong. Ngọn lửa lan ra rất nhanh, mà căn phòng này chỉ có một cánh cửa, lúc này cánh cửa đó đã bị ngọn lửa phong tỏa hoàn toàn, rõ ràng là Tần Hải Duyệt đã sớm chuẩn bị cho chuyện này, hắn muốn thiêu sống Hạ Thiên và Lam Y Nhân ở đây. Khụ khụ, Lam Y Nhân hít vào mấy ngụm khói, sau đó không nhịn được ho khan, chỉ là một giây tiếp theo, nàng không có cách nào ho nữa. Bởi vì miệng của nàng đã bị chặn lại, mà người đang chặn miệng của nàng, ngoại trừ Hạ Thiên, tự nhiên sẽ không có ai khác. Làm Y Nhân có chút muốn chửi người, đây là người như thế nào, thế mà lại lợi dụng cơ hội này để vô lễ với nàng. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, so với việc sẽ bị thiêu chết, điều này hình như cũng không phải vấn đề gì lớn. Chỉ là nụ hôn đầu cứ như vậy lại mất đi, giống như nó không quá đáng giá đến vậy. Trong đầu Lam Y Nhân bắt đầu xuất hiện rất nhiều suy nghĩ lộn xộn, nhưng một lúc sau, nàng lại bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn, tại sao nàng giống như không có cảm giác gì cả? Không phải là ngọn lửa kia đã cháy đến nơi rồi sao? Ánh mắt Lam Y Nhân nhìn xung quanh, nàng trợn tròn mắt, bốn phía đều là lửa, nhưng tại sao nàng lại không có việc gì? Không có việc gì cũng coi như bỏ qua nhưng ngay cả một chút nhiệt nóng nàng cũng không cảm nhận được, điều này quá quỷ dị rồi, phải không? Ta chết rồi sao? Lam y nhân chợt nảy ra suy nghĩ này, để kiểm chứng suy đoán của mình, nàng hung hăng cắn Hạ Thiên một cái. Sau đó, Lam y nhân cảm thấy bờ môi của Hạ Thiên rời đi, đồng thời nàng còn nghe được giọng nói bất mãn của Hạ Thiên, vợ tiểu y y, không có người nói cho nàng biết là không được cắn chồng mình sao. Trường 1557, biến nàng thành người tu tiên anh còn chưa phải là chồng của ta đâu. Lam y nhân có chút phát cáu. Bây giờ đã phải rồi. Hạ thiên bày ra vẻ mặt nghiêm túc, ta vừa mới hôn nàng, nàng phải có trách nhiệm với ta. Ta không cần anh chịu trách nhiệm, chờ đã, anh nói gì cơ. Làm y nhân nhất thời có chút sụp đổ, ta phải có trách nhiệm với anh sao? Anh là người cưỡng hôn ta đó, được không hả? Vợ tiểu y y, ta đâu có cưỡng hôn nàng đâu, ta đang muốn cứu nàng đó, nếu không nàng đã bị khói làm ngạt chết rồi, hạ thiên cười hì hì ta nói cho nàng nghe bị khói hun chết rất khó coi đó còn khó coi hơn cả trang điểm màu khói nữa nàng chắc chắn không muốn trở nên xấu xí như vậy phải không nhưng mà thôi bỏ đi rốt cuộc là có chuyện gì vậy sao chúng ta không bị gì cả lúc này làm y nhân càng muốn biết rõ chuyện này bốn phương tám hướng đều là lửa rõ ràng nàng đang ở trong biển lửa nhưng vì sao lại không chịu bất cứ ảnh hưởng gì ờ vợ tiểu y y chuyện này rất đơn giản nàng ở bên cạnh ta, đương nhiên sẽ không bị lửa thiêu rồi." Hạ Thiên thuận miệng nói, "Ơ, ờ, tên ngốc kia vốn đang xem náo nhiệt ở bên ngoài, vậy ta cho hắn vào đây xem thử." Lam Y Nhân còn chưa hiểu lời của Hạ Thiên có ý gì, đã thấy mình ra khỏi biển lửa, hơn nữa, nàng đang đứng cạnh một chiếc xe hơi. Một giây tiếp theo, nàng nhìn thấy Hạ Thiên mở cửa xe ra, kéo tài xế đang ngồi trong xe ra ngoài, sau đó, Hạ Thiên tiện tay ném tên tài xế bay vào trong biển lửa toàn bộ câu lạc bộ nữ vương lúc này đều chìm trong biển lửa mà tên tài xế bị Hạ Thiên ném vào kia lúc này đang hoảng sợ kêu to trên không trung không cứu mạng a à, cứu mạng a à, đang kêu lên sợ hãi tên tài xế kia đã rơi vào biển lửa mà Lam Y Nhân hơi trợn tròn mắt đó đó không phải là giọng của Tần Hải Duyệt sao vừa rồi nàng còn chưa nhìn rõ hình dáng của tài xế nhưng lúc này nàng lại nghe rất rõ đó là Tần Hải Duyệt vậy nghĩa là hạ thiên đã ném thẳng vị đệ nhất công tử của thành phố quế tần hải duyệt vào biển lửa sao anh anh mới ném tần hải duyệt vào biển lửa sao lam y nhân nhìn hạ thiên giọng nói có chút lắp bắp đúng vậy vợ tiểu y y tên ngốc kia muốn thiêu chết chúng ta ta đây đương nhiên phải ném hắn vào đó rồi hạ thiên thuận miệng nói hắn không cảm thấy có vấn đề gì nhưng nhưng như vậy sẽ không có phiền phức gì chứ lam y nhân có chút không an tâm Đương nhiên không có, Hạ Thiên bày ra dáng vẻ không sao cả, loại chuyện nhỏ nhặt này có thể có phiền phức gì chứ. Nhưng lỡ như cảnh sát điều tra, Lam Y Nhân vẫn không yên tâm. Ờ, thật ra ấy, vợ tiểu Y Y, theo như chị Vân Thanh nói, ta làm như vậy thật ra cũng hợp pháp thôi. Hạ Thiên cười hì hì, với thân phận của ta, người nào muốn giết ta, đều không thể tha tội, ừm, ta đây giống như gọi là phòng vệ hợp pháp. Nhìn lửa lớn cách đó không xa, hạ thiên lại thuận miệng nói tóm lại vợ tiểu y y nàng đừng sợ sẽ không có cảnh sát tới tìm ta gây phiền phức đâu chúng ta trở về khách sạn đi trong lúc nói chuyện hạ thiên ôm lam y nhân nhanh chóng xuất hiện bên cạnh một chiếc xe khác cũng chính là chiếc bmw của lam y nhân vợ tiểu y y nàng lái xe về hay trực tiếp để ta ôm nàng về đây hạ thiên hỏi rất nghiêm túc đương nhiên là lái xe rồi lam y nhân cuối cùng cũng hoàn hồn lại nàng cảm thấy nhanh chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt, ở đây cháy lớn như thế này, sẽ có người tới nhanh thôi. Lam Y Nhân và Hạ Thiên rất nhanh trở lại khách sạn Tân Quế, sau đó Hạ Thiên lại ôm Lam Y Nhân trực tiếp đi vào phòng từ cửa sổ, mà đúng lúc này, di động của Lam Y Nhân lại vang lên. Cuộc gọi từ Lam Tuấn Phong gọi tới, vừa kết nối, Lam Tuấn Phong ở đầu bên kia có chút gấp gáp hỏi, chị, chị không sao chứ? Em nghe nói câu lạc bộ nữ vương xảy ra hỏa hoạn, chị có chị không sao lam y nhân mở miệng nói còn nữa tiểu phong chuyện đêm nay em coi như chưa xảy ra chuyện gì bất kể tần hải duyệt gửi thứ gì cho em em tiêu hủy hết đi hiểu chưa chị em biết rồi nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế lam tuấn phong không nhịn được truy hỏi tối nay em sẽ biết giọng nói của lam y nhân có chút trầm xuống vậy đi chị cúp máy đây lam y nhân cúp điện thoại sau đó có chút mệt mỏi ngồi trên sofa im lặng một lúc, nàng mới ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên, anh rốt cuộc là ai? Ta không hỏi thân phận của anh, mà những năng lực này của anh rốt cuộc là thế nào? Những người từng học võ công, cũng không thể lợi hại như anh. Điều này à, vợ tiểu y y, bởi vì nàng đã là vợ của ta, cho nên ta có thể cho nàng biết. Hạ Thiên cười hì hì, ta chính là thần tiên trong mắt người thường, đúng rồi, vợ tiểu yêu tinh nói với ta, nếu có người không thể hiểu chúng ta, vậy thì nói cho bọn hắn rằng chúng ta chính là người tu tiên trong tiểu thuyết. Tu, người tu tiên, làm y nhân ngẩn người, cái đó, hạ thiên, anh, anh không đùa chứ. Vợ tiểu y y, ta xưa nay chưa bao giờ nói đùa. Vẻ mặt hạ thiên trở nên nghiêm túc, bởi vì nàng đã là vợ của ta, cho nên ta cũng phải bắt đầu biến nàng thành người tu tiên. Hạ thiên ngừng một chút, lập tức nói thêm, hay bây giờ bắt đầu luôn đi, vợ tiểu y y, bây giờ ta sẽ biến nàng thành người tu tiên. Chương 1558, chẳng qua là các người không có tư cách mà thôi. Từ từ, chờ một chút, Lam Y Nhân vội vàng nói, cái đó, Hạ Thiên, ta vẫn chưa đồng ý với anh mà, ta còn chưa nói muốn làm vợ anh. Vợ tiểu Y Y, nàng đã đồng ý rồi. Hạ Thiên nghiêm trang nói, nàng đã hôn ta rồi, chẳng khác gì đã đồng ý rồi. Đó là anh hôn ta được không hả? Lam Y Nhân có chút nói không nên lời, có người không nói đạo lý như người vậy sao? Ờ, vợ tiểu Y Y, thật ra chuyện này không có gì khác nhau, nếu vừa rồi nàng cảm thấy là ta hôn nàng, bây giờ nàng có thể hôn lại ta, ta không ngại đâu." Hạ Thiên tỏ ra không để ý, "Ta không vô lại, ta rất thích nói đạo lý." Lam Y Nhân giờ khóc giờ cười, hắn như vậy mà gọi là nói đạo lý sao? "Cái đó, được rồi, Hạ Thiên, ta muốn biết trước một chuyện, về cái gọi là người tu tiên của anh." Lam Y Nhân cảm thấy lượng tin tức thật sự quá lớn rồi nhưng thật ra Lam Y Nhân không cảm thấy Hạ Thiên hoàn toàn đang nói hưu nói vượt, bởi vì khi ở cùng Hạ Thiên trước đó, rất nhiều chuyện xảy ra cũng đủ để chứng minh, Hạ Thiên quả thật có năng lực phi thường, mà nếu thật sự là người tu tiên, vậy thì ngược lại hoàn toàn có thể giải thích tất cả. Điều duy nhất khiến Lam Y Nhân có chút khó tin chính là, trong xã hội hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển này, thật sự vẫn có người tu tiên sao? Điều này, điều này cũng không thể tưởng tượng nổi, phải không? Được rồi, vợ tiểu y y, vậy ta trước tiên dạy cho nàng một ít kiến thức về người tu tiên đi. Ngược lại Hạ Thiên đối với chuyện này rất có kiên nhẫn, dù sao nếu muốn để Lam Y Nhân tu luyện với hắn, cũng cần Lam Y Nhân có đủ kiến thức đối với việc tu tiên. Mà hiện tại, Lam Y Nhân hoàn toàn không biết gì về việc tu tiên. Khi Hạ Thiên bắt đầu đóng vai tu tiên đạo sư, thì ở nhà họ Ninh, Ninh Nhụy Nhụy vẫn chưa ngủ. Có cần gọi điện thoại cho Khả Nhi không? Ninh Nhụy Nhụy đang lật lại tin tức Triệu Khả Nhi đổi tên lần nữa, nói đến đây cũng rất kỳ lạ, rõ ràng Triệu Khả Nhi suýt chút nữa đã giết chết nàng, nhưng hiện giờ nàng lại không hận Triệu Khả Nhi như vậy, thậm chí còn muốn gọi điện thoại cho Triệu Khả Nhi để trò chuyện. Bởi vì nàng thật sự không tìm được người thích hợp nào khác để nói về tên bệnh thần kinh Hạ Thiên kia, nàng có chút muốn biết, tên lưu manh Hạ Thiên kia rốt cuộc đáng sợ đến mức nào, lại có thể dọa mấy tên sát thủ chuyên nghiệp sợ đến mức như thế. Thật ra tên lưu manh đó trông cũng không đáng sợ như vậy, chỉ là có chút thần kinh thôi." Ninh Nhụy Nhụy thầm lẩm bẩm, nàng thật sự không cảm thấy hạ thiên đáng sợ. Đang nghĩ ngợi, Ninh Nhụy Nhụy đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân. "Cửu tỷ, tỷ vẫn chưa ngủ?" Ninh Nhụy Nhụy xoay người, sau đó thân thể cứng đờ, vì đứng ở chỗ đó không phải là A Cửu, mà là một nam nhân khác. Nam nhân đó rất cao lớn, trong tay còn cầm một khẩu súng, họng súng chĩa vào Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Tiểu Thư, đừng lên tiếng, im lặng rời đi theo chúng ta." Nam nhân cao lớn kia chậm rãi nói, "Cũng đừng nghĩ đến chuyện trốn đi, nếu ngươi không tin, có thể nhìn phía sau xem." Ninh Nhụy Nhụy vô thức quay đầu nhìn về phía sau, lại phát hiện vẫn còn một nam nhân cao gầy đang đứng đó, mà nam nhân đó cũng cầm một khẩu súng trong tay, cũng đang chĩa vào nàng. Vì thế, Ninh Nhụy Nhụy lập tức biết nàng căn bản không có cơ hội chạy trốn. "Các ngươi là ai?" Ninh Nhụy Nhụy mở miệng hỏi nàng cũng không muốn rời đi theo hai người đàn ông này. Ninh tiểu thư, chuyển sang chỗ khác, chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện để nói với ngươi. Bây giờ, ngươi ngoan ngoãn nghe ta là được. Nam nhân cao lớn trầm giọng nói, nếu ngươi dở trò gì không nên, vậy ta phải nhắc nhở ngươi một câu, đừng quên rằng ông nội của ngươi, lão tiên sinh Ninh Vọng Hải cũng đang ở đây đấy. Được, ta đi theo các ngươi. Ninh Nhụy Nhụy nghiến răng nói, nàng hiểu ý của nam nhân cao lớn kia, nếu nàng không phối hợp. Vậy thì ông nội của nàng sẽ gặp nguy hiểm. Nói như vậy, các ngươi cũng không biết ta cũng ở đây. Một tiếng hừ nhẹ truyền đến, một nữ nhân tựa như tiên nữ xuất hiện, không phải ai khác, chính là A Cửu. Nam nhân cao lớn đột ngột quay người, hướng họng súng về phía A Cửu, sau đó hắn chỉ cảm thấy mắt hoa lên một cái, trong tay chợt nhẹ đi, khẩu súng lập tức bị cướp mất. Mau nổ súng, nam nhân cao lớn vội vàng gào lên, rõ ràng đang nhắc nhở người nam nhân cao gầy kia nhưng đáp lại nam nhân cao lớn đó là tiếng kêu rên nam nhân cao gầy kia đang ngã xuống đất nói đi các ngươi là ai a cửu nhìn người đàn ông cao lớn các ngươi muốn mang nhụy nhụy đi đâu vị tiểu thư này có bản lĩnh không tồi nhưng ta khuyên ngươi đừng xen vào chuyện của người khác thì tốt hơn nam nhân cao lớn nhìn a cửu ta tin ngươi không có quan hệ mật thiết gì với ninh tiểu thư nếu trong tư liệu ta nhận được không có ngươi sở dĩ trong tư liệu các ngươi nhận được không có ta chẳng qua là do các ngươi không có tư cách lấy được tư liệu của ta mà thôi a à, cửu lạnh lùng nhìn người nam nhân cao lớn nhụy nhụy đối với ta mà nói giống như em gái ta khuyên ngươi nên thành thật trả lời câu hỏi của ta nếu không thì đừng trách ta dùng thủ đoạn khác vậy để ta mở mang kiến thức một chút về thủ đoạn khác của tiểu thư đi nam nhân cao lớn cười lạnh một tiếng vừa dứt lời hắn rên đau một tiếng rồi ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh Cử tỷ, làm sao bây giờ? Ninh Nhụy nhụy ngẩn người, có cần báo cảnh sát không? Chương 1559, là bọn hắn. Nhụy nhụy, có vẻ như báo cảnh sát cũng không có tác dụng gì, nhìn bọn hắn giống sát thủ chuyên nghiệp hoặc lính đánh thuê, cảnh sát rất khó có thể dùng biện pháp chính thức để có được thông tin hữu ích từ miệng bọn họ. A à, Cửu lắc đầu, tốt nhất là chúng ta nên tự mình giải quyết. Vậy, Cử tỷ, chúng ta sẽ xử lý như thế nào đây? Ninh nhụy nhụy đối với loại chuyện này hiển nhiên không hề chút có kinh nghiệm. A à, cửu do dự một chút rồi nói, hay đi tìm tên khốn kia, hắn xử lý loại chuyện này rất được đấy. Cửu tỷ, người nói tên biến thái hạ thiên ư, Ninh nhụy nhụy khẽ giật mình. Đúng, ta đi gọi điện cho hắn. A à, cửu gật đầu, nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm gọi cho hạ thiên, trước đó tiểu thư đã đưa số điện thoại mới của hắn cho nàng, bây giờ đúng lúc đã có thể sử dụng. Kết quả là, hạ thiên đang dạy làm y nhân đủ loại kiến thức tu luyện trường sinh thì nhận được cuộc gọi từ a cửu vào lúc 3 giờ sáng người đang ở đâu mau tới nhà của Ngụy nhụy điện thoại vừa mới kết nối a cửu liền nói cửu nha đầu người đang nhớ ta sao hạ thiên còn chưa dứt lời a cửu đã cúp máy hạ thiên bỗng nhiên có chút khó chịu nhà đầu a cửu kia còn dám cúp điện thoại của hắn đúng là muốn ăn đòn đây mà vợ tiểu y y chúng ta tới nhà tiểu muội chân dài trước hạ thiên trực tiếp bế lam y nhân lên sau đó trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ này chờ đã anh đi một mình là được rồi lam y nhân vội vàng nói như vậy không được hạ thiên vội vàng ôm lam y nhân chạy như điên vợ tiểu y y bây giờ nàng đã là vợ của ta ta phải bảo vệ nàng tốt một chút không thể để nàng đợi một mình được lam y nhân cạn lời cái gì là bảo vệ tốt một chút không phải là muốn giám sát chặt chẽ không để nàng chạy thoát hay sao Tuy nhiên, làm y nhân biết rằng mình có phản đối cũng vô ích, cái tên này hoàn toàn chỉ muốn làm theo ý mình, bất kể nàng có đồng ý hay không cũng chả quan tâm. Cũng không quá lâu, làm y nhân đã nhìn thấy hai đại mỹ nữ mà nàng không hề xa lạ, một người là A Cửu, người còn lại chính là Ninh Nhụy Nhụy. Người dẫn nàng ta đến, A Cửu thấy khó chịu khi nhìn thấy Hạ Thiên ôm làm y nhân đi tới, một giây tiếp theo, nàng càng thêm tức giận, Hạ Thiên ngươi là tên khốn kiếp, ta sẽ liều mạng với ngươi. A Cửu lao về phía Hạ Thiên, đôi tay trắng như bột hướng tới người hắn, chào hỏi bằng những trận mưa nắm đấm, sở dĩ nàng tức giận như vậy là có nguyên nhân cả, vì tên khốn kia lại đánh nàng, hơn nữa lại còn đánh vào mông. Cửu nha đầu, lần sau nhớ kỹ không được vì tiện cúp điện thoại của ta, nếu không nhất định ngươi sẽ bị đòn. Hạ Thiên thuận tay đặt Lam Y Nhân bên cạnh Ninh Nhụy Nhụy, vừa nói vừa tránh đòn tấn công của A Cửu, hơn nữa, liều mạng với ta như vậy là không đúng vì dù sao thì ngươi cũng sẽ bị đòn thôi mà lần này a cửu rất đáng thương như sắp điên lên bởi vì cơn đau thoáng qua từ cái mông truyền đến nhắc nhở rằng nàng lại bị đánh ta không tin không đánh lại ngươi a cửu không phục rõ ràng bây giờ công lực của nàng có chút cao hơn so với hạ thiên tại vì sao lại đánh không thắng hắn được chứ tốc độ của a cửu càng lúc càng nhanh nhìn giống như một quả bóng đang truyền tới nhưng nhìn tốc độ của hạ thiên dường như không nhanh như vậy ngược lại có vẻ thoải mái thong thả hơn. Điều này, Ninh Nhụy Nhụy, người có nhìn thấy rõ không? Lúc này Lam Y Nhân nhịn không được hỏi. Không rõ, Ninh Nhụy Nhụy thành thật trả lời. Đây là năng lực của người tu tiên sao? Lam Y Nhân thì thào. Người nói cái gì, Ninh Nhụy Nhụy có chút nghe không rõ, người tu tiên. À, không có gì, Lam Y Nhân phản ứng lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng với Ninh Nhụy Nhụy. Tên khốn kiếp hạ thiên, ta hận ngươi một tiếng thét giận dữ vang lên a cửu cuối cùng cũng ngừng công kích sau đó xoay người chạy vào trong nhà khó trách a cửu lại phẫn nộ như vậy bởi vì nàng mới vừa bị hạ thiên đánh nhiều lần nhưng nàng quả thực không thể làm gì hắn điều này khiến nàng cảm thấy uất ức không nói nên lời bởi vì nó mang ý nghĩa rằng cả đời này nàng cũng khó có thể đánh bại được hắn cửu tỷ ninh nhụy nhụy muốn đuổi theo nhụy nhụy hãy để tên khốn kia giúp ngươi xử lý hai người kia giọng của A cửu truyền ra từ bên trong. Ta biết rồi, cửu tỷ. Ninh nhụy nhụy nói đoạn liền dừng bước. Hả, hiện tại, làm y nhân nhìn hai người đang hôn mê trên đất, có chút kinh ngạc, đây không phải thạch nham và thuộc hạ của hắn sao? Người biết bọn hắn, Ninh nhụy nhụy nhìn làm y nhân. Cũng có thể nói là quen biết, người này tên là Thạch Nham, hơn mười mấy năm trước coi như có quen, hắn cũng là người thành phố Quế, cách đây ít năm, ta nghe nói hắn ở nước ngoài, có vẻ hôm nay vừa mới trở về, chúng ta đã gặp hắn trước đấy. Lam y nhân cũng không hề giấu giếm, người đi cùng với hắn, vốn dĩ đi cùng với bọn họ còn có một nữ nhân nữa, trước đó, nữ tử kia muốn giết ta, đã bị hắn. chương 1560, vậy người cứ tiếp tục làm nha hoàn đi. Lam y nhân nhìn sang Hạ Thiên một cái, tiếp tục nói, ta chỉ biết có nhiều đó, tại sao bọn hắn lại ở đây? Bọn hắn muốn đưa ta đi, may có cửu tỷ đã cứu ta. Ninh Nhụy Nhụy nói xong, đã quay qua nhìn Hạ Thiên, "Này, Cửu tỷ nói ngươi xử lý loại chuyện này rất thông thạo, ngươi mau xử lý một chút đi." "Tưởng gì, việc này rất đơn giản." Hạ Thiên nói xong đã biến mất, mà hai người đang hôn mê đó cũng biến mất theo. Ngay lúc Ninh Nhụy Nhụy vẫn còn có chút khó hiểu thì Hạ Thiên đã quay trở về. "Được rồi, ta đã giải quyết xong, vợ tiểu Y Y, chúng ta về khách sạn đi." Hạ Thiên lấy tay ôm Lam Y Nhân, dáng vẻ như chuẩn bị rời đi. Cái tên khốn kiếp đứng lại đó cho ta." Giọng nói tức giận truyền tới, lại là A Cửu xuất hiện ở trong sân, ngươi đã xử lý bọn hắn như thế nào? "Rất đơn giản, ném hết vào trong thùng rác." Hạ Thiên Thuận miệng nói. "Ngươi, A Cửu rất nổi điên, ta kêu ngươi hỏi bọn họ một chút về kẻ chủ mưu đằng sau, nếu không biết rõ những chuyện này, nhụy nhụy vẫn chưa thể an toàn." Sự an toàn của tiểu muội chân dài không liên quan gì tới ta, nàng ấy cũng không phải là vợ của ta hạ thiên đối với chuyện này hoàn toàn không hề để tâm ta vừa tìm được vợ nên bây giờ rất bận rộn cái gì a cửu nhìn về phía lam y nhân người thật sự đã đồng ý làm vợ hắn thực ra ta không hề đồng lam y nhân muốn phản bác nàng rõ ràng không có đồng ý vợ tiểu y y người đã là vợ của ta hạ thiên lập tức cắt lời nhưng đó không phải là những gì ta đã đồng ý lam y nhân dở khóc dở cười cái tên này cứ thế tự mình tuyên bố nàng là vợ của hắn còn nàng ngay cả quyền từ chối cũng không có hạ thiên ngươi lại dùng sức mạnh a cửu vô cùng tức giận mười mấy năm đã trôi qua ngươi quả nhiên cũng không thay đổi vẫn là cái dạng không bằng cầm thú ấy này cửu nha đầu ngươi lại muốn ăn đòn rồi phải không hạ thiên không vui nhìn a cửu một người đẹp trai như ta mà cần dùng đến sức mạnh sao Làm y nhân ta chỉ hỏi ngươi một câu người thật sự nguyện ý làm vợ của hắn phải không a à cửu nhìn lam y nhân lạnh lùng hỏi cái này lam y nhân có chút do dự nếu ngươi không muốn ngươi có thể nói thẳng nếu hắn dám ép buộc ngươi ta nhất định sẽ khiến hắn không có một ngày tốt đẹp a à cửu cắn răng mặc dù nàng cũng không có cảm tình với lam y nhân nàng cũng tuyệt đối không cho phép loại chuyện này xảy ra lần nữa trước mặt nàng cửu nha đầu người thật sự muốn ăn đòn hạ thiên trừng mắt nhìn a à cửu ngươi mà đánh ta ta sẽ lập tức nói cho tiểu thư biết a cửu nghiến răng nghiến lợi trừng mắt lại với hạ thiên bỏ đi ta không tính toán với ngươi ta và vợ tiểu y y trở về khách sạn trước hạ thiên quyết định không lãng phí thêm thời gian với nhà đầu a cửu không biết nghe lời nữa nói xong hắn đã ôm lam y nhân chạy mất trong lòng của lam y nhân có hơi phiền muộn cái tên này quả nhiên không cho nàng cơ hội quyết định tuy nhiên rất nhanh hạ thiên cũng cảm thấy suy sụp nguyên nhân rất đơn giản lúc hắn ôm lam y nhân trở lại khách sạn thì phát hiện a cửu cũng đi theo hơn nữa còn có ninh nhụy nhụy cũng tới hạ thiên ta cho ngươi biết cho dù bây giờ ta đánh không lại ngươi nhưng bất kể ngươi đi đâu ta đều có thể dán mắt vào ngươi khuôn mặt xinh đẹp a cửu lạnh lùng ngươi muốn tìm nữ nhân ta không quản nhưng trừ khi các nàng ấy cam tâm tình nguyện theo ngươi còn không ngươi đừng mong tưởng dùng thủ đoạn khác hạ thiên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của a cửu sau đó nghiêm túc hỏi, cửu nha đầu, có phải ngươi đang ghen không? Thực ra nếu ngươi nguyện ý, ta có thể thăng cấp cho người làm vợ ta, oa, nể mặt vợ y y, ta có thể để ngươi xếp trước vợ tiểu y y. Ngươi nằm mơ đi, ta cửu cắt ngang lời hạ thiên, ta thả đi chết, cũng sẽ không làm vợ một tên khốn như ngươi. Ồ, vậy ngươi cứ tiếp tục làm nha hoàn đi, hạ thiên cười tủm tỉm quay đầu nhìn về phía ninh nhụy nhụy, tiểu muội chân dài. Bây giờ ngươi đã đổi ý muốn làm vợ ta rồi sao? tên lưu manh nhà ngươi đi mà tìm người khác. Ninh nhụy nhụy tức giận nói, kẻ lưu manh ngươi còn mang theo nữ nhân khác tới đây phóng đáng, đây không phải phòng của ngươi, có đúng không? Tiểu muội chân dài, tại sao đây lại không phải phòng của ta? Hạ thiên nhìn ninh nhụy nhụy, đây là phòng của triệu khả nhi, nàng đã bị ta đuổi đi, đừng tưởng rằng ngươi đã tắm ở nơi này hai lần thì phòng này sẽ là của ngươi. Ngươi, gương mặt xinh đẹp của ninh nhụy nhụy lập tức đỏ bừng, tên lưu manh, ngươi còn dám nói có cái gì không dám nói sao? Hạ thiên thắc mắc, không phải là ta nhìn thấy ngươi tắm sao? Dáng người của ngươi còn không đẹp bằng A cửu đâu, ta không thích nhìn. Ngươi ngươi ngươi, ninh nhụy nhụy tức hộc máu, đột nhiên muốn xông tới liều mạng đánh cho tên khốn này một trận, kiểu người gì vậy, chiếm tiện nghi coi như không tính đi, lại còn dám ở đây chê dáng người nàng không tốt. Nhụy nhụy, đừng tranh cãi với cái tên khốn kiếp đó, người cãi nhau với hắn không lại đâu. A cửu nói, đi thôi, chúng ta đi vào trong nghỉ ngơi. Được, cửu tỷ, Ninh Nhụy Nhụy đứng lên định đi vào trong phòng. Nào, vợ tiểu y y, chúng ta tiếp tục nói chuyện tu tiên. Hạ thiên cũng không thèm để ý tới chuyện này. Tu tiên, thân thể Ninh Nhụy Nhụy bất giác ngừng lại. Tiểu muội chân dài, người không phải vợ của ta, không được nghe. Hạ thiên nhìn Ninh Nhụy Nhụy, thản nhiên nói. Ta muốn nghe đó, Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy khó chịu, dứt khoát ngồi xuống, có bản lĩnh thì đừng nói. chương 1561, không muốn xảy ra một lần nữa. Tiểu muội chân dài, được nghe vì nàng ấy sẽ trở thành vợ ta. Hạ Thiên nói nghiêm túc, cô không còn giá trị nữa, ta cũng không thiếu vợ, không cần cô làm vợ ta. Ngươi, Ninh Nhụy Nhụy lại tức giận, hôm nay ta vẫn phải nghe. Ninh Nhụy Nhụy kéo A Cửu, cầu xin, cửu tỷ, chị nghe với em đi. Ninh Nhụy Nhụy quay lại nhìn Hạ Thiên, hừ nhẹ một tiếng cửu tỷ cũng nghe tỷ ấy sẽ không làm vợ ngươi đâu nhụy nhụy nếu không thì ngươi đừng nghe những thứ này không có gì hay cả a à, cửu nói cửu tỷ ta rất muốn nghe các ngươi chính là người tu tiên sao ta muốn biết suốt cuộc đó là thế giới gì ninh nhụy nhụy thực sự rất tò mò về điều này phải biết trong nhiều năm qua nàng đã thử thách mọi giới hạn vì nàng rất hứng thú với những lĩnh vực mình chưa được biết đến đó bây giờ nàng đã biết về tu tiên nàng kiểu gì cũng phải tìm hiểu được thôi cuối cùng a cửu cũng ngồi xuống với ninh nhụy nhụy nàng thực sự biết rất rõ nàng không thể thuyết phục được ninh nhụy nhụy dù sao thì nàng cũng biết tính cách này của ninh nhụy nhụy tuy nhiên a cửu thực sự lo lắng một khi ninh nhụy nhụy biết thêm về tu tiên chỉ sợ nàng sẽ vô tình ngã sâu vào đó một khi chuyện đó xảy ra ninh nhụy nhụy có thể sẽ bị tên khốn hạ thiên hãm hại thật ra vợ tiểu y, y à trước đây ta từng nói với nàng những chuyện như tu tiên rất phức tạp, rất khó khăn đối với những người bình thường, và lại bây giờ thiếu linh khí, hưng, theo kinh nghiệm tu luyện của sương nha đầu nhà ta, dù tu luyện mấy trăm năm cũng không có tác dụng gì. Lúc này, Hạ Thiên quá lười biếng nên không quan tâm đến ninh nhụy nhụy, ừm, nói tóm lại, chỉ có một cách duy nhất để tu tiên, chính là làm vợ ta. Vậy tại sao lại chỉ có mỗi cách này vậy? Người đầu tiên không nhịn được mà hỏi không phải là Lam Y Nhân, mà là Ninh Nhụy Nhụy vì ta là thần y số một thế giới hạ thiên nhún vai rồi mỉm cười với lam y nhân vợ tiểu y y nàng vừa nhìn thấy ta đánh nhau với cửu nha đầu rồi phải không cha nếu như suôn sẻ trong vòng chưa đầy một tháng nữa nàng có thể đánh bại a cửu tùy thích gì cơ lam y nhân ngẩn ngơ một lúc chuyện chuyện này là thật sao ý ngươi là sao hả tên khốn hạ thiên kia a cửu khó chịu người muốn lam y nhân đánh ta cửu nha đầu ngươi là nha hoàn Tiểu Y Y địa vị cao hơn ngươi, sau này nàng ấy muốn đánh ngươi, đương nhiên có thể đánh ngươi. Hạ Thiên cười hì hì nói, nếu ngươi sợ bị đánh, cứ đến tìm ta thăng cấp. Không biết xấu hổ, ta cửu rất tức giận, nhưng chỉ đành bất lực. Hạ Thiên, ngươi dùng cách này dụ dỗ người khác làm vợ ngươi, ta không tin ta phải làm vợ ngươi thì mới được. Ninh Nhụy Nhụy rõ ràng là không tin, bằng không ngươi dạy ta cách tu tiên, ta thấy không nhất thiết phải làm vợ ngươi đâu. Ồ, được thôi ta dạy cô. Hạ Thiên thuận miệng nói, ta đang chuẩn bị dạy vợ tiểu y y, cô làm theo là được. Gì cơ, Ninh nhụy nhụy ngây người, nàng nói vậy thôi chứ thật ra cũng không hy vọng Hạ Thiên sẽ thật sự đồng ý, nhưng bây giờ, Hạ Thiên đồng ý thật. Đây có phải quá giả tạo không vậy? Đến đây, vợ tiểu y y, trước tiên nàng cần phải học thuộc một khẩu quyết. Hạ Thiên cười rạng rỡ với Lam y nhân, tiểu muội chân dài, cô cũng làm chung được đó, ta không ngại đâu. Hạ Thiên thật không để tâm đến chuyện này, sau đó hắn thực sự bắt đầu dạy Lam Y Nhân và Ninh Nhụy Nhụy học thuộc khẩu quyết, A Cửu nghe ngóng, không thể nghe nổi nữa, dứt khoát bước ra ngoài. Nàng đã biết khẩu quyết này từ lâu. Sau khi suy nghĩ, A Cửu biến mất khỏi nhà, chỉ còn cách khách sạn vài cây em, nàng lấy điện thoại di động ra bấm số của Y Tiểu Âm. A Cửu, sao vậy? Y Tiểu Âm nhanh nghe máy điện thoại, rõ ràng là Y Tiểu Âm cũng chưa ngủ tên khốn đó đã bắt đầu dạy Lam y nhân về khẩu quyết tu tiên, nhụy nhụy cũng đang ở bên cạnh lắng nghe hắn. Sóng điệu của A cửu oán giận, Lam y nhân nói nàng ấy vẫn chưa đồng ý sẽ trở thành vợ của tên khốn đó, ta nghĩ tên khốn kia có thể đã sử dụng một số cách khác, ngoài ra ta lo nhụy nhụy sẽ bị tên khốn đó lừa gạt nếu như nàng ấy còn tiếp tục như thế này. A cửu, đừng lo những chuyện này, y tiểu âm khẽ thở dài, người có thể mặc kệ hắn. Nhưng tiểu thư ơi, chẳng lẽ chúng ta phải trơ mắt nhìn hắn làm hại người khác sao đặc biệt là nhụy nhụy chẳng lẽ cũng muốn để nàng ấy bị hắn hãm hại sao a à cửu khó hiểu bây giờ người có thể quản hắn người phải quản hắn để hắn không thể làm loạn nữa a à cửu người thực sự nghĩ ta có thể quản hắn giọng điệu của y tiểu âm có phần bất lực người còn nhớ tại sao năm đó ta lại bị hắn đối xử như vậy không tiểu thư tất nhiên là ta nhớ A Cửu nhanh chóng nói, đó là lý do tại sao ta không thể để chuyện này xảy ra một lần nữa. A Cửu, nếu ngươi không muốn chuyện này tái diễn thì cứ để yên đi, ta tin bây giờ hắn sẽ không dùng vũ lực hay biện pháp ép buộc nào nữa, nhiều nhất là hắn chỉ dở trò vặt thôi. Y Tiểu Âm chậm rãi nói, nhưng nếu ngươi cố tình phá hoại, khiến hắn không thể thành công, thì chuyện đó thực sự có thể xảy ra đấy. chương 1562, Tu Tiên thật sự có thật. Y Tiểu Âm khẽ thở dài, tiếp tục, A Cửu, người chưa hiểu sao. Đối với Hạ Thiên, những thứ khác đều không quan trọng, điều hắn quan tâm nhất là những nữ nhân của hắn, năm đó hắn ra tay với ta vì ta đe dọa sự an toàn của những nữ nhân đó, bây giờ để tìm được nữ nhân của hắn, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Tiểu thư à, ý ngươi là, hắn, hắn thực sự có thể làm những chuyện không thua kém gì loài cầm thú sao? A Cửu ngẩn ra, nếu thực sự không còn lựa chọn nào khác, hắn nhất định sẽ làm như vậy. Y tiểu âm chậm rãi nói, cho nên, A à cửu, đừng ép buộc hắn, cũng đừng nghĩ hắn không có đáng sợ như vẻ bề ngoài, hắn ở trước mặt chúng ta trông không có gì ghê gớm bởi vì chúng ta có mối quan hệ bất thường với hắn, nhưng người phải biết, tên của hắn có thể khiến những kẻ giết người và tội phạm giết người cảm thấy kinh hãi đấy. Vâng tiểu thư, vậy, vậy ta thực sự không cần quan tâm đến sao? A à cửu vẫn không cam tâm. A à cửu, kỳ thật ngươi hiểu, ta khác với những nữ nhân khác của hắn ta thực sự không thể kiềm chế hắn. Y tiểu âm chậm rãi nói, ta đề nghị ngươi không nên can thiệp vào chuyện của hắn, đối với nhụy nhụy, kỳ thật, từ quan điểm của một người ngoài cuộc, để nàng ấy bước vào thế giới của chúng ta không hẳn là một chuyện xấu đối với nàng ấy. Thở dài nhẹ, y tiểu âm nói thêm, hơn nữa, với tính cách của nhụy nhụy, vì nàng ấy đã biết được sự tồn tại của người tu tiên nên nhất định sẽ tìm cách đi vào, nếu chúng ta không cho vào thì nàng ấy sẽ tìm đường khác, mà ta và ngươi đều biết rất rõ, sự lựa chọn tốt nhất của nàng ấy là tìm Hạ Thiên. Tiểu thư, ta hiểu ý ngươi, ta chỉ. Giọng A Cửu hơi trầm xuống. A Cửu, tương lai còn rất dài, bỏ đi hận thù với hắn đi, có như vậy, người mới có cuộc sống hạnh phúc hơn. Giọng nói y tiểu âm rất nhẹ nhàng, tất cả những chuyện năm đó, cũng là ta tự làm tự chịu, ta không thể tha thứ cho hắn vì những hành vi hắn đã làm với ta, nhưng từ lập trường của hắn, đó là lựa chọn tốt nhất. Tiểu thư, ta hiểu rồi, ngươi, ngươi nghỉ ngơi sớm đi." A Cửu trầm giọng nói rồi cúp máy. Đặt điện thoại xuống, A Cửu cảm thấy trong lòng trống rỗng, nàng không biết tại sao mình lại như thế này, bao năm qua nàng vẫn luôn hận Hạ Thiên, mọi chuyện tên khốn kiếp đó làm nàng chưa bao giờ quên, tuy nhiên tiểu thư là người trong cuộc, nếu tiểu thư không hận nữa thì nàng ta vì sao phải luôn hận Hạ Thiên cơ chứ? Điều khiến A Cửu bất lực là, thực ra nàng cũng biết Năm đó nàng và tiểu thư thực sự đã âm mưu đối phó Hạ Thiên, họ thực sự không vô tội gì. Năm đó, Hạ Thiên cũng đã cứu mạng nàng, nói đại khái là nếu không có Hạ Thiên thì nàng đã chết từ lâu, khó có thể nói đến cái kết của tiểu thư bây giờ là như thế nào. Nhưng tại sao nàng lại không nhịn được mà ghét hắn, và tại sao nàng lại không thể ngừng tức giận khi thấy hắn đi tìm vợ một lần nữa? Mình bị cái quái gì vậy chứ? A à, Cửu yếu ớt ngồi dưới đất, cứ ngồi ngơ ngẩn như vậy mãi đến khi trời sáng a cửu mới đột nhiên hoàn hồn sau đó nàng vội vàng trở về khách sạn trên tầng khách sạn làm y nhân và ninh nhụy nhụy đều ngồi xếp bằng trông như đang tu luyện hiển nhiên họ không chỉ thuộc lòng khẩu quyết tu luyện mà còn biết cách tu luyện cửu nha đầu người về đúng lúc lắm người trông các nàng ấy ta đi ngủ một lát hạ thiên vươn eo không cần biết a cửu có đồng ý hay không hắn nằm luôn xuống giường A cửu chừng mắt nhìn Hạ Thiên trên giường mà nghiến răng nghiến lợi, tên khốn kiếp này thật sự không sợ nàng thừa dịp hắn đang ngủ mà giết hắn sao? Đáng tiếc là A cửu chỉ nghĩ vậy thôi, nàng không thực sự giết Hạ Thiên. Nàng ngồi trông Trừng Ninh Nhụy Nhụy và Lam Y Nhân đang tu luyện, cả hai người họ dường như đang ở trong trạng thái nhập định. Đối với những người lần đầu tiên tu luyện, chuyện này thực sự khá hiếm. Ở góc độ của người tu tiên, cả hai hẳn đều có tư chất tốt, nhưng đối với Hạ Thiên không quan trọng là tư chất tu luyện của các nàng có tốt hay không, chỉ cần đẹp là được rồi. Bởi vì, dù trình độ có tốt đến đâu cũng không thể so sánh với tác dụng của nghịch thiên đệ bát châm. Khi làm Y Nhân và Ninh Nhụy Nhụy thức dậy thì đã gần trưa, chỉ cách nhau chưa đến 3 phút, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một loại hưng phấn. Cửu tỷ, thật tuyệt vời, ta thực sự cảm nhận được chân khí đấy. Ninh Nhụy Nhụy không nhịn được nói với A Cửu. Tu tiên thật sự có thật, làm y nhân cũng có chút hưng phấn, lần này nàng hoàn toàn tin tưởng. Vợ tiểu y y, nàng sẽ sớm trở thành một người tu tiên thực sự. Giọng nói lười biếng của hạ thiên vang lên, ngồi bật dậy khỏi giường, nhưng còn cô thì sao, tiểu muội chân dài, thôi đừng trông cậy nữa, cô sẽ không thể trở thành người tu tiên chân chính được đâu. Này, ý ngươi là sao hả hạ thiên? Ninh nhụy nhụy ngay lập tức trở nên không phục, sao ta không thể trở thành người tu tiên chân chính chứ? Để ta nói cho ngươi biết, Đến lúc đó ta nhất định giỏi hơn cả Lam Y Nhân cho xem. Chương 1563, lát nữa đừng có đánh người. Tiểu muội chân dài, chúng ta cá cược đi, sau một tuần cô có thể đến luận võ với vợ tiểu Y Y bất cứ lúc nào, chỉ cần cô thắng, cô muốn ta làm gì cũng được. Hạ Thiên cười hì hì nói, nếu cô thua, cô sẽ làm vợ bé của ta, à không, ta đã tìm được vợ rồi, cô làm nha hoàn của ta đi. Đừng đánh cược với hắn, ta cửu lập tức nói chuyện thật là một trò đùa trận đánh cuộc đó nhất định sẽ thua cửu nha đầu người không muốn có nha hoàn tranh với người sao hạ thiên cười hì hì vậy được rồi để ta đổi cược nếu tiểu muội chân dài cô thua cuộc từ nay về sau cô sẽ làm nha hoàn cho cửu nha đầu ừm, tức là làm nha hoàn của nha hoàn nói đến đây hạ thiên lại cười dạng dỡ với a cửu cửu nha đầu người thấy ta tốt với người không một nha hoàn như ngươi mà suốt ngày nghĩ tới chuyện giết ta ta đối xử tốt với ngươi như vậy là tốt lắm rồi. Hạ thiên, ngươi là tên lưu manh đáng chết, ngươi muốn coi thường người khác đến vậy hả? Ninh nhụy nhụy rất tức giận, tên này là loại người gì chứ? Trước tiên bảo nàng làm vợ bé, sau đó lập tức lại dáng xuống làm nha hoàn, nhưng chỉ trong vòng một phút, nàng lại tiếp tục bị dáng xuống làm nha hoàn của nha hoàn, hắn trả đạp người khác đến như thế này sao? Ninh nhụy nhụy không phải người thường, là thần thoại của giới thể thao, không thể đếm xuể những người đàn ông đuổi theo nàng. Tiểu muội chân dài, ta đã rất coi trọng cô rồi. Hạ Thiên có chút kỳ lạ nhìn Ninh Nhụy Nhụy, người bình thường ta còn không thèm nói chuyện với họ, nếu không phải đôi chân dài của cô, ta cũng không muốn để cô làm vợ. Ninh Nhụy Nhụy đột nhiên nổi giận, nhưng sau đó nàng phát hiện mình không thể phản bác đối với tên Lưu Manh đó mà nói, nếu thật sự để mắt tới nàng, ai bảo vợ của tên Lưu Manh này đều là nữ cường nhân siêu cấp chứ? Ngay cả cử tỷ nhân vật như tiên nữ cũng chỉ là một nha hoàn, quả thực là sỉ nhục người khác. Tóm lại, ta sẽ không làm vợ bé của ngươi, ta nhất định sẽ tự trở thành người tu tiên chân chính. Ninh nhụy nhụy trừng hạ thiên, sau đó nhìn A cửu, cửu tỷ, chỉ bằng chúng ta trở về đi, có lẽ ông nội đang tìm ta, à quên mất, điện thoại của ta đã tắt máy rồi. Trước đó vì nàng đang ngồi thiền, hạ thiên bảo nàng và Lam y nhân tắt điện thoại đi vì lúc đó họ không thể bị phân tâm, nhưng dường như Hạ Thiên không tắt điện thoại của bản thân. Nói tóm lại, bây giờ Ninh Nhụy Nhụy mới nhớ ra việc kia và mở máy lên, sau đó nàng phát hiện ông nội thực sự đã gọi cho nàng. "Ông nội, ta đây." Ninh Nhụy Nhụy nhanh chóng gọi lại, "Ta ổn." "Vâng, vâng ạ, à, ta sẽ quay về ngay." Cúp điện thoại, Ninh Nhụy Nhụy nhìn A Cửu, "Cửu tỷ, ta phải về trước, người có muốn đi cùng ta không?" "Được rồi, ta đưa ngươi về trước." A Cửu gật đầu sau đó vươn tay bắt lấy ninh nhụy nhụy nhảy ra ngoài từ cửa sổ cũng may lam y nhân không ngạc nhiên về việc này bây giờ nàng cũng mở điện thoại di động lên khi mở lên nàng chợt nhận ra mình có cuộc gọi nhỡ của em trai nàng lam tuấn phong gọi đến lam y nhân bấm máy gọi lại nhưng lần này không có ai trả lời điều này khiến lam y nhân cảm thấy có gì đó không ổn sau khi suy nghĩ lại nàng lại gọi điện đến nhà họ lam ta là lam y nhân cái gì được ta hiểu rồi Lam y nhân cúp điện thoại, sắc mặt xa sầm. Vợ tiểu y y, em trai của nàng quá vô dụng, tại sao lại bị bắt vậy? Hạ thiên ở bên cạnh thuận miệng nói một câu, ta nghĩ nàng không cần phải lo lắng cho hắn nữa, ta sẽ giúp nàng luyện công, nếu không tốc độ tu luyện của nàng sẽ chậm lắm. Hạ thiên, tiểu phong đúng là không có năng lực, nhưng hắn không xấu, hơn nữa hắn cũng là em trai duy nhất của ta, trong toàn bộ nhà họ Lam, hắn là người duy nhất thật sự quan tâm tới ta lam y nhân dùng đôi mắt đẹp nhìn hạ thiên vẻ mặt rất nghiêm túc bố mẹ ta đã mất từ lâu tiểu phong có thể nói là người thân thực sự duy nhất của ta cho nên ta phải giúp hắn lam y nhân ngừng một chút lại nói tiểu phong đã bị bắt đến đồn cảnh sát ta vẫn không biết chính xác lý do tại sao cho nên ta phải đến đồn cảnh sát trước ồ vậy ta sẽ đi với nàng hạ thiên tiếp lời vợ tiểu y y chúng ta mau cứu đứa em trai vô dụng của nàng ra khỏi đồn cảnh sát rồi nàng phải phối hợp luyện công với ta cái này hạ thiên ta biết thân phận của anh phi thường nhưng ta không phải anh thật ra ta cũng mong anh có thể giúp đỡ nhưng vẫn mong anh một lát nữa đừng nói gì càng đừng làm gì chờ cho đến khi ta làm rõ mọi thứ trước rồi lại nói lam y nhân thực sự hy vọng hạ thiên có thể giúp nhưng nàng sợ hạ thiên gây trở ngại chứ không giúp được gì nhớ chạy đến đồn cảnh sát thấy người là đánh thì thực sự sẽ rất rắc rối vợ tiểu y y nàng yên tâm ta sẽ không đánh người. Hạ thiên cười hì hì. Nghe vậy làm y nhân càng lo lắng hơn, tuy nhiên nàng không có cách gì hết, nàng không thể ngăn cản hạ thiên đi được, bởi vì hạ thiên không nghe lời nàng cho lắm. Một phút sau, hạ thiên lại ôm làm y nhân nhảy ra khỏi khách sạn, còn làm cho một người qua đường kinh hô lên, tuy nhiên người qua đường đã sớm cảm thấy mình vừa hoa mắt, dù sao dưới lầu cũng không có người chết. Trường 1564, phiền phức lại đến, đối với việc Hạ Thiên thích dùng cách đó ra khỏi khách sạn, làm y nhân đoán tên kia chỉ vì muốn ôm nàng thôi, bởi vì mỗi lần tên này ôm nàng, tay đều không đặt đúng vị trí, nói rõ ra là muốn sảm sỡ nàng. Có lẽ vì Hạ Thiên đã quá nhiều lần chiếm tiện nghi, làm y nhân có chút chết lặng, thật ra nàng cũng cảm thấy có chút quen với việc này, không biết nguyên do, trong lòng cũng không từ chối, chỉ hơi bất mãn với sự ngang ngược của tên này, hắn hoàn toàn không hỏi ý kiến nàng gì cả. Tuy nhiên, liệu nàng có thực sự trở thành một người tu tiên trong truyền thuyết không? Lam y nhân có chút bối rối, lại có chút hưng phấn, thật ra nàng cũng rất mong đợi chuyện này. Tất nhiên, việc cấp bách nhất lúc này là cứu em trai nàng ra khỏi đồn cảnh sát. Hít một hơi thật sâu, làm y nhân bình tĩnh lại, sau đó khởi động xe, lái về phía sở cảnh sát thành phố Quế. Sau khoảng 15 phút, làm y nhân thuận lợi đến đồn cảnh sát. Hạ thiên, một lát nữa không được đánh người khi xuống xe, làm y nhân không nhịn được lại khuyên nhủ. Vợ tiểu y y, ta cảm thấy nàng nên đổi xương hô đi. Hạ thiên nhìn làm y nhân, nàng nên gọi ta là chồng. Ta vẫn chưa gả cho anh mà, làm y nhân xứng người. Nhưng nàng đã là vợ ta rồi, hạ thiên nghiêm túc. Ta không muốn gọi, làm y nhân hơi tức giận, mới quen nhau được hai ngày, bảo nàng gọi hắn là chồng, nàng sẽ không nghe hắn đâu. Vợ tiểu y y, nếu nàng không gọi ta là chồng, ta sẽ rất buồn. Hạ thiên chấp mắt, nghiêm túc nói. Anh buồn cũng không phải việc của ta. Lam y nhân hừ một tiếng, bây giờ tâm trạng nàng rất tệ. Từ khi gặp tên này thì cuộc sống của nàng trở nên rối loạn. Tuy không thể nói tất cả là lỗi của hắn nhưng hắn chắc chắn là chất xúc tác lớn nhất. Chính hắn đã đánh rất nhiều người cùng một lúc, dẫn đến tất cả mâu thuẫn ngày càng gia tăng. Vợ tiểu y y, khi tâm trạng không vui, ta thích đánh người. Hạ thiên cười hì hì nói. Lam Y Nhân lập tức muốn mắng chửi, hắn đang uy hiếp nàng, ý của hắn là, nếu nàng không gọi hắn là chồng, một lát nữa hắn sẽ đánh người ở đồn cảnh sát sao? Vợ tiểu Y Y, đừng sợ, cho dù tâm trạng tệ, ta cũng sẽ không đánh nàng. Lúc này ánh mắt Hạ Thiên lại an ủi Lam Y Nhân, hắn cũng ôm lấy vòng eo mềm mại của Lam Y Nhân. Sẽ không đánh nàng. Lam Y Nhân nhớ rõ rằng trước đó gia hỏa này đã nói hắn muốn đánh vợ mình. Chúng ta vào trước đi. Lam Y Nhân vẫn không gọi Hạ Thiên là chồng, đồng thời trong lòng cũng đã có quyết định, một lát nữa nếu tên này muốn đánh người mà nàng không cản được thì nàng sẽ gọi hắn một tiếng chồng. "Lam tiểu thư." Một giọng nói truyền đến, nương theo giọng nói này, một người đàn ông trung niên vội vã bước ra khỏi đồn cảnh sát. "Luật sư Giang." Lam Y Nhân nhanh chóng chào hỏi người đàn ông trung niên, đây là một trong những luật sư của nhà họ Lam, đương nhiên Lam Y Nhân đã biết hắn từ lâu. Lam tiểu thư, ta chuẩn bị gọi cho ngươi. Luật sư Giang đi đến bên Lam y nhân, liếc nhìn Hạ Thiên bên cạnh rồi ngừng nói. Luật sư Giang, có việc cứ nói thẳng là được, đây là Hạ Thiên, không phải người ngoài. Lam y nhân hiển nhiên hiểu được khúc mắc của luật sư Giang, sau khi nói xong, nàng giới thiệu với Hạ Thiên, Hạ Thiên, đây là luật sư của chúng tôi, Giang tỉnh. Xin chào, Hạ Thiên sinh, Giang tỉnh chào Hạ Thiên, nhưng sau đó sắc mặt hắn thay đổi, chờ đã, Lam tiểu thư, đây là hạ thiên tiên sinh sao. Cảnh sát hình như đang tìm kiếm hắn vì nhà họ tần buộc tội hắn giết tần hải duyệt. Có chuyện này sao, sắc mặt của Lam Y Nhân hơi thay đổi, vậy, nhà họ tần có chứng cứ gì không? Theo như ta biết, trong thời điểm hiện tại chắc chắn không có bằng chứng. Giang tỉnh thì thào, nhưng phần lớn cảnh sát vẫn sẽ tìm Hà Tiên Sinh để điều tra, hơn nữa Lam tiểu thư, cảnh sát cũng sẽ tìm ngươi, bây giờ hai người định vào sao? Luật sư Giang, đừng nói chuyện của hai chúng ta nữa em trai ta xảy ra chuyện gì vậy lam y nhân hỏi là như thế này phía cảnh sát cho rằng lam thiếu gia có liên quan đến một vụ án giết người bằng chứng quan trọng của họ là một đoạn video cảnh sát cũng cho ta xem video đó tình hình hiện tại khá bất lợi cho lam thiếu gia giang tỉnh có vẻ trịnh trọng ta chỉ có thể hy vọng video đó là giả nếu không mọi thứ sẽ rất rắc rối chờ đã luật sư giang có phải trong đoạn video khoảng một phút đó em ta dùng dao đâm ai đó không lam y nhân vội vàng hỏi lam tiểu thư người cũng xem rồi sao giang tỉnh sửng sốt sau đó gật đầu đúng vậy chính là video đó luật sư giang trước hết hãy đi tìm người bị em trai ta đâm đi hắn hẳn chưa chết lam y nhân nói nhanh không lam tiểu thư người đó chết rồi giang tỉnh lắc đầu mới hôm nay người ta đã tìm được xác nên bây giờ mọi chuyện thật sự rất phiền phức gì cơ Lam y nhân lập tức sướng sờ, nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên, không phải anh đã nói em trai ta không đâm chết người được sao? chương 1565, quá thành thật hay quá ngu? Vợ tiểu y y, người vẫn có chút ngốc nha. Hạ Thiên lắc đầu, em trai của ngươi không dùng một dao đâm chết người kia, về phần người kia bây giờ đã chết cũng có thể là do người khác giết, đáng tiếc là không có chứng cứ, cho nên em trai vô dụng của ngươi thực sự phải ngồi tù rồi. Giang tỉnh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hạ Thiên, tại sao nhìn dáng vẻ người này có chút hả hê đây luật sư giang theo như ta được biết đoạn video kia là thật người đó đáng lẽ không chết lam y nhân nhìn giang tỉnh ta nghĩ em trai của ta là bị người khác lập mưu hãm hại lam tiểu thư nếu như sự việc thực sự là như vậy thì lại càng phiền phức bởi vì trừ khi chúng ta tìm ra được chứng cứ khác bằng không chúng ta không có cách nào chứng minh lam thiếu ra bị người khác hãm hại giang tỉnh nói đến đây rồi do dự một chút rồi nói tiếp, thực ra, căn cứ vào kết quả khám nghiệm của pháp y, người bị hại chính là chết vì bị dao đâm, hơn nữa trên hung khí còn có dấu vân tay của Lam Thiếu Gia, nói tóm lại, bây giờ tất cả bằng chứng đều hướng về Lam Thiếu Gia. Vậy, luật sư Giang, ý của ngươi là Tiểu Phong không thể thoát được. Sắc mặt của Lam Y Nhân trở nên tái nhợt. Lam Tiểu Thư, ta sẽ cố gắng hết sức, nhưng ta không có thể đảm bảo được bất cứ chuyện gì. Giang tỉnh thở dài, Giang tỉnh im lặng một chút, lại nói, làm tiểu thư, ta nghĩ lúc này ngươi nên tự bảo vệ mình cho thật tốt, cảnh sát đang tìm ngươi với hạ tiên sinh, các ngươi cũng đang ở cục cảnh sát, chỉ bằng để ta dẫn hai vị đi vào, chủ động tìm bọn họ nói rõ tình hình một chút, như vậy đối với các ngươi cũng có lợi. Được, luật sư Giang, cứ làm theo lời ngươi nói, trước hết chúng ta tìm cảnh sát nói chuyện một chút. Làm y nhân đã đưa ra quyết định, dù sao thì nàng không thể tránh khỏi việc gặp mặt cảnh sát, trong trường hợp này, chủ động tìm cảnh sát có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Hạ Thiên cũng không quan tâm lắm tới chuyện này, vì vậy, chưa đầy 3 phút, Hạ Thiên và Lam Y Nhân đã ngồi trong văn phòng làm việc của Cục Cảnh sát, cảnh sát phụ trách tiếp đái bọn hắn chính là hai cảnh sát một nam một nữ. Nam cảnh sát hơn 30 tuổi chính là đội trưởng đội cảnh sát thành phố tổ trọng án, tên là Điền Thành, hắn đang phụ trách về vụ án của Tần Hải Duyệt, mà trên thực tế, vụ án của Lam Tuấn Phong cũng có thể xem như hắn đang phụ trách. Còn về nữ cảnh sát kia chính là cấp dưới Điền Thành, gọi là Trương Giai, hơn 20 tuổi, dáng người cũng được coi là xinh đẹp, nhưng Hạ Thiên cũng chỉ nhìn qua một cái rồi không thèm đoái hoài tới, bởi vì nữ cảnh sát này còn kém xa so với băng băng nhà hắn. Lại nhớ băng băng rồi, trong lòng Hạ Thiên có chút phiền muộn, tất cả cô vợ của hắn đều bỏ hắn mà đi, để cho hắn lúc nào cũng không tự chủ được mà nhớ các nàng, đúng là như vậy, lúc nhìn thấy Ninh Nhụy Nhụy làm hắn nhớ tới muội muội chân dài, nhìn thấy nữ cảnh sát này thì nhớ tới băng băng. Đội trưởng Điền, làm y nhân tiểu thư và hạ tiên sinh biết được cảnh sát các người đang muốn tìm bọn họ, cho nên ta đặc biệt dẫn bọn họ đến đây để phối hợp điều tra, nhưng ta cũng muốn nói rõ một điều rằng Lam tiểu thư, hạ tiên sinh không phải là nghi phạm. Thân là luật sư, Giang tỉnh đương nhiên sẽ đi chung với bọn họ. Luật sư Giang yên tâm đi, ta cũng chỉ muốn biết một chút tình hình. Điền Thành khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lam Y Nhân và Hạ Thiên, Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lam Y Nhân, "Lam tiểu thư, tối hôm qua ở câu lạc bộ nữ vương đã xảy ra chuyện gì, chắc người cũng đã biết rồi chứ?" "Đội trưởng Điền, thật ra ta cũng không biết suốt cuộc nơi đó đã xảy ra chuyện gì." Lam Y Nhân lắc đầu, "Nếu ngươi có thể nói cho ta biết một chút thì tốt rồi." "Lam tiểu thư, vậy ta sẽ nói thẳng, tối hôm qua câu lạc bộ nữ vương đã xảy ra hỏa hoạn, vì ngọn lửa đã bùng lên vào thời gian rạng sáng." Cho nên bên trong câu lạc bộ căn bản không có ai ngoại trừ Tần Hải Duyệt. Điền Thành nói, Tần Hải Duyệt chết ở trong đám lửa, thoạt nhìn có thể nghĩ đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn, nhưng nhà họ Tần lại cho rằng sự việc này có liên quan tới Lam tiểu thư, chúng tôi đã điều tra và phát hiện sự việc quả thật có chút kỳ lạ. Điền Thành nhìn xuống tập tài liệu một chút tiếp tục nói, căn cứ vào lịch sử ghi nhớ của điện thoại, tối hôm qua Tần Hải Duyệt có trò chuyện nhiều lần Lam tiểu thư, chưa đầy 10 phút sau đó hỏa hoạn đã xảy ra, các người đã có hai cuộc trò chuyện sau đó, chúng ta đã kiểm tra toàn bộ camera xung quanh câu lạc bộ thì phát hiện tất cả đều bị phá hủy, những điều này rõ ràng là không bình thường. "Hả, camera đều bị phá hủy sao?" Một giọng nói có chút ngạc nhiên vang lên, là Hạ Thiên đột nhiên lên tiếng, "Trong camera theo dõi không có quay lại được ta sao?" Lam Y Nhân lập tức muốn đập đầu vào tường, Giang Tỉnh bên cạnh cũng có chút kinh ngạc, "Làm gì có người nào lại muốn tăng thêm kịch tính cho mình như vậy, đây chẳng khác nào đang nói cho cảnh sát rằng hắn rất đáng nghi sao?" Điền Thành và Trương Giai cùng quay đầu nhìn Hạ Thiên, sắc mặt có chút kỳ quái, rõ ràng, điều này đúng là bọn hắn không nghĩ tới, vì camera đều đã bị phá hủy, lúc đầu bọn hắn căn bản không có bất kỳ manh mối nào, nhưng bây giờ, cái tên Hạ Thiên này thừa nhận hắn đã từng ở nơi đó sao? Hạ Thiên sinh, nói như vậy, người thừa nhận mình lúc đó cũng có mặt tại câu lạc bộ nữ vương. Điền Thành nhìn Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên, làm y nhân muốn nói gì đó? Nhưng, Hạ Thiên lại gật đầu nhanh hơn một chút, không sai, chúng ta đã ở đó. Làm y nhân đập tay lên chán, rốt cuộc là hắn quá thành thật hay quá ngu đây. chương 1566, chồng à, nói như vậy, ở thời điểm Tần Hải duyệt chết thì các ngươi cũng có mặt tại hiện trường. Lúc này, nữ cảnh sát Trương Giai hỏi. Tất nhiên không rồi, Hạ Thiên nhìn Trương Giai, người bị ngu à, nếu chúng ta cũng có mặt ở hiện trường không phải cũng đã bị thiêu chết rồi sao? Ngươi nói chuyện kiểu gì vậy? Trương Giai có chút nổi nóng, ta nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi chính là nghi phạm. Cảnh sát Trương, cái chết của Tần Hải Duyệt trước mắt cho thấy chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn và căn bản không có xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, vì vậy xin đừng nói Hạ Tiên Sinh là nghi phạm. Vị luật sư Giang Tỉnh đúng là rất có năng lực. Trương Giai, đừng nói lung tung, Điền Thành cũng mở miệng nói. Trương Giai lạnh lùng nhìn Hạ Thiên một cái, cũng không nói thêm cái gì hạ tiên sinh, như vậy, người có thể nói cho ta biết cụ thể lúc đó các ngươi ở đâu. Điền thanh nhìn về phía hạ thiên hỏi rất lịch sự. Ồ, thực ra rất đơn giản, lúc đó chúng ta ở bên ngoài câu lạc bộ đó. Hạ thiên thản nhiên nói, cái tên ngốc tần hải duyệt đã gọi điện thoại cho vợ tiểu y y của ta và nói nếu nàng không đi gặp hắn thì hắn sẽ chết. Mà vợ tiểu y y nhà ta rất tốt bụng vì vậy không thể không đi, ưm, ừ, lúc đi còn đưa ta tới. Chờ một chút, hạ tiên sinh, người nói vợ tiểu y y, chính là Lam y nhân Lam tiểu thư có phải không? Điền thành xác nhận lại một chút, ý của ngươi là, Tần Hải Duyệt dùng cái chết để uy hiếp Lam tiểu thư phải tới gặp hắn sao? Không sai, tên ngốc kia rất thích vợ tiểu y y, đáng tiếc là vợ tiểu y y không thích hắn mà chỉ thích ta thôi, dù sao ta cũng đẹp trai như vậy. Hạ Thiên vừa nói vừa cười tùng tìm. Khủ khủ, làm y nhân ho khan dữ dội, sao hắn lại có thể ở đây nói hưu nói vượt nhưng Hạ Thiên lại không mảy may bị ảnh hưởng gì, lại tiếp tục nói tóm lại, tên ngốc kia phát hiện tiểu y y đã là vợ của ta, cho nên mới tức điên lên, sau đó dùng cái chết để uy hiếp vợ tiểu y y, ban đầu ta nghĩ nên để hắn đi chết thì tốt hơn, thế nhưng vợ tiểu y y có vẻ khá ngốc, nhất định cứ phải đi xem một chút nên ta cũng đi theo, nhưng mà lúc chúng ta đi tới đó, lại phát hiện tên kia đã tự thiêu chính mình. Điền thành nhất thời không nói nên lời, theo như ý của Hạ Thiên, Tần Hải Duyệt tự sát vì thất tình. Này, cảnh sát điền, ta cảm thấy cái tên ngốc tần hải duyệt kia vốn muốn thiêu chết tiểu y y nhà ta, nói mới nhớ, người chết thì có thể giam lại không? Ta cảm thấy tên ngốc kia chính là tội phạm giết người. Hạ thiên bày ra bộ dạng nghiêm túc hỏi. Hạ tiên sinh, người đã chết thì không thể truy cứu. Điền thành đành phải trả lời, thì ra tên này còn muốn bắt tần hải duyệt phải chịu trách nhiệm. Đội trưởng, không thể chỉ nghe hắn kiểu như vậy, trương giai nhịn không được nói. Làm tiểu thư, mọi chuyện là như thế sao điền thành hỏi lại lam y nhân trong lòng lại có chút hối hận đáng ra nên hỏi riêng hai người này vấn đề ở chỗ bọn hắn cũng không phải là nghi phạm cho nên việc hỏi riêng cũng không tốt lắm hơn nữa điền thành nghĩ nếu như hai người kia thật sự muốn cấu kết thì cũng đã sớm thương lượng với nhau từ lâu rồi đúng là như vậy lam y nhân gật đầu đội trưởng điền thực ra thì ta không dành về mấy chuyện này lắm dù sao thì nguyên nhân sự việc cũng bắt nguồn từ ta Tần Hải Duyệt cũng đã chết rồi nên ta cũng không muốn nói những điều không tốt về hắn, cho nên ta hy vọng chuyện này sẽ qua đi, nếu như nhà họ Tần nhất định muốn truy cứu, người có thể bảo bọn hắn trực tiếp tới tìm ta. Lam Y Nhân đương nhiên không có thông đồng với Hạ Thiên, nhưng bây giờ Hạ Thiên đã nói như vậy, nàng tự nhiên cũng sẽ phối hợp theo, hơn nữa câu chuyện này của Hạ Thiên cũng thật quá hoàn hảo. Cho tới bây giờ, Lam Y Nhân thực sự nhìn Hạ Thiên bằng một con mắt khác, cuối cùng nàng cũng đã hiểu tại sao Hạ Thiên luôn coi thường nàng ngốc nghếch, mặc dù nàng không bao giờ chịu thừa nhận mình ngốc, nhưng Hạ Thiên tuyệt đối cũng không phải kẻ ngốc, tên này bịa một câu chuyện như vậy quả thật có lý do, hơn nữa nghe rất hợp lý. Nếu không phải Lam Y Nhân biết sự thật không phải như vậy thì chính nàng cũng đã tin. Bây giờ, chuyện duy nhất khiến Lam Y Nhân lo lắng là nếu như cảnh sát có thể tìm thấy một số bằng chứng, vậy thì rất phiền toái. Cảnh sát điền, các người thật sự không có video sao? Bây giờ, Hạ Thiên lại hỏi. Nói nhảm, nếu như chúng tôi có được video, còn cần phải hỏi ngươi nhiều như vậy. Trương Giai tức giận nói, không biết tại sao, nàng lại sinh ra ác cảm với Hạ Thiên, vì nàng cho rằng Hạ Thiên đa số là đang nói hơi nói vượt. Hơn nữa, nhìn từ góc độ của một nữ nhân, nàng cảm thấy Lam Y Nhân từ bỏ Tần Hải Duyệt mà chọn Hạ Thiên, đây đúng là một chuyện khó tin, cho nên nàng luôn cảm thấy rằng hai người này đều đang nói dối. Thật sự một chút cũng không có hạ thiên lẩm bẩm vậy quá đáng tiếc ta còn muốn xem tên ngốc tần hải duyệt kia lúc bị thiêu chết sẽ như thế nào này người tôn trọng người chết một chút có được không trương giai có chút tức giận tại sao ta phải tôn trọng tên ngốc ấy hạ thiên có chút bực tức mà này trước tiên ngươi nên tôn trọng ta một chút nếu không cẩn thận không ta đánh ngươi chồng à, lam y nhân nũng nịu nói ra một câu hết sức gượng gạo đây là một ý hay nếu hắn lại muốn đánh người phải mau chóng bóp chết ý nghĩ này từ trong trứng nước. Đánh ta, Trương Giai cười lạnh một tiếng, được, người còn muốn đánh cả cảnh sát cơ đấy. Người có giỏi thì đánh ta thử xem. chương 1567, bông hoa nhài cắm bãi phân châu. Đừng, chồng, đừng kích động. Lúc này, làm y nhân trực tiếp dùng hai tay ôm cánh tay Hạ Thiên, giọng điệu kiều mị, đừng để ý đến nàng ta, nàng ta có thể đang ghen tị với ta. Ta ghen tị với ngươi sao? Làm y nhân ngươi cho rằng, trương giai lập tức bùng nổ. Đủ rồi, cầm miệng, điền thành trầm giọng quát một tiếng, trương giai, người đi ra ngoài. Tổ trưởng, ta, trương giai rất khó chịu. Đi ra ngoài, điền thành cao giọng vẻ mặt tức giận. Trương giai căm giận đứng lên, đi tới cửa, nhưng lại đột nhiên lảo đảo một cái, ngã xuống đất. Có phải ngươi làm không? Ngươi làm đúng không? Trương giai từ dưới đất đứng lên, dáng vẻ tức giận đến mức thở hổn hển đủ rồi, trương giai, không có ai động đến ngươi cả, là tự ngươi đi đường không cẩn thận. điên thành đột nhiên đập bàn, được rồi, bây giờ ngươi trở về đi, hôm nay không cần đi làm nữa. tổ trưởng, ta, vẻ mặt của trương giai không cam lòng, lập tức điên thành hét lên, vâng, tổ trưởng, trương giai nghiến răng, sau đó oán hận nhìn hạ thiên, cuối cùng mới xoay người rời đi. lần này ta thật sự không làm gì cả, hạ thiên lẩm bẩm lần này trương giai ngã xuống thật sự không phải do hắn ra tay nếu hắn quả thật muốn làm chuyện đó trương giai ngã xuống cũng không đứng lên được nhưng tâm trạng bây giờ của hắn rất tốt dù sao thì vợ tiểu y y vừa mới gọi hắn là chồng rồi hơn nữa nàng còn đang dựa vào hắn thế này cũng khiến hắn vừa lòng cũng chẳng muốn tính toán so đo với trương giai nữa hạ tiên sinh làm tiểu thư rất xin lỗi điền thành bày ra vẻ mặt xin lỗi chuyện tần hải duyệt chết là ngoài ý muốn nói đến đây thôi, nếu có tình hình gì mới, ta sẽ liên hệ lại với hai vị. Điên tổ trưởng, thật ra, liên quan đến vụ án bị tình nghi mưu sát của em trai ta, ta có một suy đoán. Làm y nhân nhìn Điền Thành, cái gọi là video phạm tội của em trai ta, còn có sự xuất hiện của người bị hại, đều có sau khi Tần Hải Duyệt tự sát. Bây giờ nhà họ Tần chỉ rằng chuyện này có liên quan tới ta, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy tất cả quá trùng hợp sao? Làm tiểu thư, ta hiểu ý của ngươi, nhưng cảnh sát chúng ta phá án dựa vào chứng cứ. Điền Thành hơi trầm ngâm một chút, chúng ta sẽ không để ý đến động cơ cung cấp bằng chứng của người khác, chỉ xem có thật sự phạm tội hay không, mà dựa theo các bằng chứng hiện giờ, làm Tuấn Phong quả thật khó có thể thoát khỏi bị tình nghi giết người. Điền Thành ngừng một chút, lại bổ sung thêm, đương nhiên, làm tiểu thư, ta sẽ điều tra kỹ thêm về chứng cứ hiện có, đồng thời cũng tìm kiếm thêm nhiều bằng chứng nữa, tóm lại, người có thể yên tâm, ta sẽ không vụ oan bất cứ ai vậy cảm ơn điền tổ trưởng làm y nhân biết nói nhiều cũng vô ích chúng ta về trước đi được rồi làm tiểu thư hạ tiên sinh giang luật sư các người đi thong thả điền thành đứng dậy tiến khách làm y nhân vẫn đang ôm cánh tay hạ thiên còn hạ thiên một tay ôm lấy vòng eo mềm mại của làm y nhân làm y nhân cũng không phản đối việc này ngược lại càng cảm thấy yên tâm hơn bởi vì nếu hắn đã ôm nàng hẳn sẽ không có thời gian đi đánh người làm tiểu thư ta ở bên này sẽ hỏi thăm thêm chút tin tức, ngươi và Hạ Tiên xin quay về trước đi, có tin tức ta sẽ báo cho ngươi. Lúc này Giang Tỉnh thấp giọng nói một câu, Lam Y Nhân gật đầu, sau đó kéo cánh tay Hạ Thiên rời khỏi đồn cảnh sát, dọc theo đường đi không ít người dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Hạ Thiên, trong mắt đám đàn ông kia đều là ước muốn. Trong đồn cảnh sát, cho dù có người không biết Lam Y Nhân cũng có thể thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp và thân hình gợi cảm của Lam Y Nhân mà một đại mỹ nữ gợi cảm như vậy lại bị hạ thiên cướp được, đương nhiên bọn hắn rất hâm mộ. Đến mức một vài nữ nhân có chút nghĩ không thông, đầu óc của đại mỹ nữ kia hỏng rồi hay sao, nhìn tên ra hỏa đó, áo phong quần đùi dép lê, ăn mặc như thế thì cũng thôi đi, nhưng cũng không đẹp trai, mà người phụ nữ này lại xinh đẹp như vậy, thân hình cũng đẹp nữa, hóa ra lại không có đầu óc. Thật ra Lam Y nhân cũng cảm nhận được sự khinh thường của những phụ nữ kia với nàng phỏng chừng trong lòng đều đang nói nàng ngược to mà không có não nhưng nàng cũng chẳng muốn tranh cãi với những người phụ nữ này nàng cảm thấy nên ôm chặt tay của Hạ Thiên thì tốt hơn nếu không lỡ như hắn lại đánh người ở đồn cảnh sát vậy thì phiền phức sẽ lớn lắm tuy nàng biết thân phận của Hạ Thiên không tầm thường nhưng thời buổi này đánh người ở đồn cảnh sát là chuyện lớn nàng cũng không chắc Hạ Thiên có thể bình tĩnh được hay không tuy Hạ Thiên là người tu tiên như trong truyền thuyết nhưng nàng cảm thấy những năm gần đây cũng chưa từng thấy người tu tiên nào làm loạn cả, điều đó cho thấy người tu tiên cũng không thể tùy tiện đánh người được. Mà Hạ Thiên ăn mặc thế này, làm y nhân cũng không nhịn được than thở, rõ ràng là quần áo đắt tiền nhưng vậy, vì sao lại trông giống như ăn mày thế chứ? Tóm lại, làm y nhân vẫn thuận lợi ra khỏi đồn cảnh sát với Hạ Thiên, điều đó cũng khiến làm y nhân thở phào nhẹ nhóm, ít nhất lần này rất thành công kiềm chế tính khí nóng nảy của Hạ Thiên, không để hắn đánh người trong đồn cảnh sát, Ngược lại nàng có chút thiệt thòi, gọi hắn mấy tiếng chồng không nói, còn bị hắn ôm eo. Hơn nữa, hắn ôm thì cũng thôi đi, vì sao tay cũng không thành thật chứ. Làm y nhân, tiện nhân nhà ngươi. Lúc này, một tiếng gào lên truyền tới, nhưng giây tiếp theo, tiếng gào đã biến thành kêu thảm thiết A, người đâu, cứu mạng A, đánh chết người rồi. Á, tiếng kêu thê thảm ngắn ngủi vang lên, người kia trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trường 1568 Camera bị hỏng. Trong nháy mắt, Lam Y Nhân cảm thấy tay Hạ Thiên đã rời khỏi eo nàng, nhưng khi Lam Y Nhân phản ứng lại, nàng phát hiện hắn vẫn đang ôm nàng, cùng lúc đó, nàng nhìn thấy một người đang nằm trên mặt đất. Người phụ nữ kia trông có vẻ hơn 30 tuổi, mà thật ra nàng cũng biết nữ nhân kia, nàng tên là Tần Hân Duyệt, cũng là chị gái của Tần Hải Duyệt, nhưng hiện tại Tần Hân Duyệt rõ ràng đã ngất xỉu rồi. Ngươi, ngươi lại dám đánh người ở cửa đồn cảnh sát? Một nam nhân đứng cạnh Tần Hân Duyệt, cũng khoảng 30 tuổi, trông hắn rất tức giận chỉ vào Hạ Thiên, sau đó lớn tiếng kêu lên, người đâu rồi, cứu mạng A, ở đây có người muốn giết người này. Mấy cảnh sát từ bên trong sông ra ngoài, sau đó Điền Thành và Giang Tỉnh cũng từ bên trong đi ra, vừa nhìn thấy tình hình bên ngoài, Điền Thành đã nhíu mày. Chuyện gì vậy, Điền Thành mở miệng hỏi. Cảnh sát, người này đánh bạn gái ta bị thương rồi. Người nam nhân kia chỉ vào Hạ Thiên vẻ mặt phẫn nộ, người này quá ngang ngược, trước cửa đồn cảnh sát cũng dám đánh người, bạn gái ta đang yên đang lành bị hắn đánh ngất xỉu rồi. Hạ tiên sinh, có chuyện gì xảy ra vậy? Điền thanh nhìn về phía hạ Thiên, mở miệng hỏi. Ta mới không có hứng thú đánh một người xấu xí như vậy đâu. Hạ thiên lười biếng nói, ta đang bận ôm vợ tiểu y y nhà ta, lười ra tay. Người muốn không thừa nhận sao? Ta nói cho người biết, ta tận mắt nhìn thấy đấy, hơn nữa đây còn là đồn cảnh sát, nhất định có camera giám sát. Người đàn ông kia nhìn Hạ Thiên, nghiến răng nghiến lợi, đừng tưởng không có người khác nhìn thấy, người có thể chối cãi. Vậy người kiểm tra camera giám sát đi, Hạ Thiên bày ra dáng vẻ không quan tâm. Đi xem camera giám sát đi, Điền Thành thấp giọng ra lệnh cho một cảnh sát. Cảnh sát đó gật đầu, nhanh chóng chạy vào trong đồn cảnh sát. Hạ Thiên sinh, vậy phải làm phiền ngươi chờ vài phút, chúng ta xem camera giám sát một chút. Điền Thành vẫn lịch sự với Hạ Thiên. Ờ, không vấn đề gì. Hạ Thiên hiện giờ trông rất kiên nhẫn, sau đó kéo Lam Y Nhân đi tới bồn hoa bên cạnh, vợ tiểu Y Y, chúng ta ngồi một chút đi. Không có ghế sao mà ngồi, Lam Y Nhân còn chưa nói xong, cũng không có gì để nói nữa, bởi vì Hạ Thiên trực tiếp ngồi trên bồn hoa, mà nàng bị Hạ Thiên ôm ngồi trên đùi hắn. Mấy cảnh sát đứng ở đó có chút nói không nên lời, hai người các người có thể qua chỗ khác thể hiện tình cảm được không? Nhìn thân hình nóng bỏng của Lam Y Nhân, những người đàn ông ở đây càng thêm hâm mộ ghen tị với Hạ Thiên. "Này, Hạ Thiên," Lam Y Nhân mở miệng nhỏ giọng nói chuyện. "Gọi là chồng," Hạ Thiên sửa lại. "Được, chồng, Tần Hân Duyệt thật sự không phải do anh đánh sao?" Lam Y Nhân nhỏ giọng hỏi, thật ra nàng không thấy rõ, nhưng nàng cảm thấy, ngoại trừ Hạ Thiên, không thể nào là người khác. "Là ta đánh đó," Hạ Thiên lập tức thừa nhận. "Hả?" Làm y nhân nhất thời có chút lo lắng, chỗ đó thật sự có camera giám sát đấy, lỡ như bị camera giám sát quay được. Vợ tiểu y y, nàng không cần phải sợ, không có cảnh sát nào dám bắt ta đâu. Hạ thiên cười hì hì, nhưng hiện giờ ta muốn chứng minh một chuyện khác. Anh muốn chứng minh chuyện gì? Làm y nhân có chút khó hiểu, tên gia hỏa này hình như cố ý đánh người thì phải. Ừ, vợ tiểu y y, ta cảm thấy camera giám sát sẽ bị hỏng rất đúng lúc. Hạ Thiên nói rất nghiêm túc. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Lam Y Nhân bắt đầu cảm thấy không thể nào, camera giám sát ở chỗ câu lạc bộ nữ vương bị hỏng, nàng vốn cảm thấy rất may mắn, bây giờ camera giám sát của đồn cảnh sát cũng có thể hỏng sao. Điên tổ trưởng, đúng lúc này, cảnh sát kia vừa đi vào lại đi ra, camera giám sát hỏng rồi, không ghi lại được gì cả. Cái gì, sắc mặt của Điền Thành khẽ biến đổi, camera giám sát lại hỏng rồi sao? Đúng vậy, Điền tổ trưởng cũng không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng dữ liệu của camera giám sát ngay lúc đó không có. Cảnh sát đó cũng tỏ ra bất đắc dĩ. Ta biết rồi, Điền Thành nhìn Hạ Thiên cách đó không xa, chuyện này khiến hắn cảm thấy có gì đó không ổn, camera giám sát lại bị hỏng. Âm thanh trò chuyện của Điền Thành và cảnh sát kia cũng không nhỏ, cho nên những người khác ở đây cũng đều nghe thấy giọng nói của bọn hắn. Đương nhiên Lam Y Nhân cũng nghe thấy, sau đó nàng hơi sửng sốt, thật sự bị hỏng rồi sao? điều kỳ lạ nhất chính là hạ thiên tỏ ra đã biết camera giám sát sẽ bị hỏng từ trước điều này cũng quá không bình thường vợ tiểu y y chúng ta đi thôi hạ thiên ôm lam y nhân đứng lên sau đó đi tới ven đường đứng lại cảnh sát các ngươi làm gì vậy mau bắt người đi bạn trai của tần hân duyệt rất phẫn nộ nhưng cảnh sát cũng không làm gì vì điền thành không cho bọn hắn bắt người nếu đối phương là người thường có lẽ điền thành sẽ đưa người đi điều tra nhưng hiện giờ Điền Thành lại bắt đầu cảm thấy, người tên Hạ Thiên này không đơn giản như vậy. Hắn quyết định vẫn nên điều tra tư liệu của người này trước. Điền Thành xoay người đi vào đồn cảnh sát, mà lúc này, Hạ Thiên và Lam Y Nhân cũng đã lên xe, Lam Y Nhân nhanh chóng lái xe rời khỏi đồn cảnh sát, nhưng chưa đến 3 phút sau, Lam Y Nhân đã dừng xe ở ven đường. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Làm sao anh biết camera giám sát sẽ bị hỏng thế? Còn nữa camera giám sát ở câu lạc bộ tối hôm qua bị hỏng, chẳng lẽ cũng không phải là trùng hợp sao? Vẻ mặt của Lam Y Nhân nhìn Hạ Thiên rất bối rối. chương 1569, nhận thức mới về Hạ Thiên. Vợ tiểu Y Y, ta thấy người rất đẹp nên mới quyết định để ngươi làm vợ của ta, đây mới là trùng hợp. Còn chuyện camera hỏng tất nhiên không phải là trùng hợp rồi. Hạ Thiên cười hì hì. Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra vậy? lam y nhân có chút lo lắng chẳng lẽ là do ngươi phá hủy camera sao tất nhiên không phải ta làm rồi hạ thiên thuận miệng nói ừm thật ra chuyện là như thế này bởi vì trước đây ta khá thích đánh người mặc dù dựa vào thân phận của ta thì đánh người cũng không sao hết theo lời của vợ tóc vàng và những người khác từng nói ta có thể đánh người một cách hợp pháp chỉ có điều các nàng cảm thấy trình tự thông thường quá phiền phức cho nên đã dùng một cách lười biếng cách lười biếng gì lam y nhân hỏi rất đơn giản, chính là mặc kệ ta làm gì, các nàng sẽ trực tiếp tiêu hủy hết chứng cứ ta để lại, như vậy thì chuyện gì cũng không có nữa. Hạ thiên thản nhiên nói, ví dụ như, cho dù ta đi bất cứ đâu, vợ tiểu yêu tinh đều sẽ hủy đi giám sát, nhưng, ta còn tưởng rằng vợ tiểu yêu tinh đi rồi thì sẽ không giúp ta hủy những thứ này nữa, hiện tại xem ra có chút không đúng lắm. Suốt cuộc, vợ tiểu yêu tinh kia của ngươi là ai vậy? Làm y nhân nghe mà có chút choáng váng, còn cô vợ tóc vàng gì nào nữa, tóm lại là tên này có bao nhiêu người vợ thế vợ tiểu yêu tinh chính là hacker tiểu yêu tinh số một thế giới nếu như vợ tiểu y y tìm hiểu một chút chắc có thể tìm được vì nàng rất thích nổi tiếng hạ thiên thuận miệng nói lam y nhân không nói hai lời lấy điện thoại di động ra bắt đầu tìm kiếm sau đó nàng phát hiện thật sự có một hacker tên là yêu tinh hơn mười mấy năm nay nàng luôn xếp hạng số một thế giới trong giới hacker tiểu yêu tinh chính là một thần thoại nghe nói 10 năm trước, thỉnh thoảng sẽ có người dám khiêu chiến với nàng, nhưng hiện tại, đã không ai có suy nghĩ muốn khiêu chiến nàng nữa, bởi vì mỗi người khiêu chiến nàng đều sẽ thua rất thảm hại. Nói một cách đơn giản, hầu hết những hacker từng khiêu chiến với tiểu yêu tinh đều rút khỏi giới hacker vì chịu đả kích quá lớn. Chuyện kia, chồng, trong số những người vợ của ngươi, còn có người nào bình thường hơn không? Làm y nhân có cảm giác đang bị đả kích, bây giờ nàng không cho rằng hạ thiên khoác lác nữa. Ồ, có chứ, Hạ Thiên nghiêm túc gật đầu một cái, vợ tiểu y y, chính là người đó. Làm y nhân lại có ý muốn đập đầu vào tay lái, chuyện này quá sốc. Lúc này, Hạ Thiên đang tự lẩm bẩm một mình, chẳng lẽ vợ tiểu yêu tinh thật sự còn chưa đi sao? Phải biết rằng, mấy năm nay Hạ Thiên rất hiếm khi xuất hiện, hơn nữa với thực lực độ kiếp kỳ mạnh mẽ của hắn, nếu hắn thật sự muốn đánh người, giám sát hoàn toàn không phát hiện được, cho nên gần 10 năm nay, tiểu yêu tinh đều không cần làm loại chuyện tiêu hủy chứng cứ này. Nhưng người duy nhất thực sự nhớ đến việc xóa sạch chứng cứ cho hắn, chắc cũng chỉ có tiểu yêu tinh, vì cho dù là Thiên đạo tổ hay ám ảnh đoàn, hoặc phía bên Long tổ đều không cần phải làm ra loại chuyện này. Những tổ chức đó vốn có địa vị rất cao, cần gì phải làm chuyện thừa thải đó. Đối với Hạ Thiên mà nói, những chuyện đã làm tối hôm qua cũng không có gì phải giấu giếm. Cho nên hắn thật sự không có ý định trốn tránh sự theo dõi, nhưng khi hắn phát hiện camera vừa khéo lại bị hỏng, đã cảm thấy có gì đó không được bình thường. Cũng chính vì như thế, vừa rồi hắn mới cố ý đánh một người ở cửa ra vào cục cảnh sát, mà sau khi hắn phát hiện đoạn băng giám sát lại biến mất, trên cơ bản hắn đã xác nhận có người đang giúp hắn tiêu hủy chứng cứ. Hơn nữa người này, theo lý thuyết, chỉ có thể là Tiểu Yêu Tinh. Vợ Tiểu Yêu Tinh đang trốn ở đâu nhỉ? Hạ Thiên có chút buồn bực, nếu như tiểu yêu tinh đang quan sát nhất cử nhất động của hắn, nàng nên ra ngoài tìm hắn mới đúng. Thế nhưng tiểu yêu tinh không chủ động đi ra, với công lực bây giờ của hắn, cơ bản không có khả năng tìm được tiểu yêu tinh, cho nên, chuyện hắn có thể làm là tiếp tục tu luyện Nghịch Thiên Đệ Bát Châm theo yêu cầu của thần tiên tỷ tỷ. Ừm, hay chúng ta đi ăn cơm trưa trước được không? Bây giờ, làm y nhân mới lên tiếng, cũng làm cho Hạ Thiên khôi phục lại suy nghĩ. Được Hạ Thiên đồng ý, bây giờ cũng đang là thời gian ăn tối. Lần này, làm y nhân không hỏi Hạ Thiên muốn ăn cái gì, nàng chỉ tiếp tục lái xe về phía trước. Nhưng vào lúc này, điện thoại của Hạ Thiên lại vang lên. Hạ Thiên trả lời điện thoại, thuận miệng hỏi, cửu nha đầu, nhanh như vậy ngươi đã nhớ ta rồi sao? Ngươi mau tới nhà của Nhụy Nhụy đi, ở đây đã xảy ra chuyện rồi. A à, cửu nói xong cũng cúp điện thoại luôn. Hạ Thiên cúp điện thoại, mà Lam Y Nhân thả chậm tốc độ xe đồng thời dò hỏi là A cử tìm ngươi sao. Đúng vậy, nhưng không cần để ý đến nàng, chúng ta cứ tiếp tục đi ăn cơm thôi. Hạ thiên lười biếng nói. Ồ, làm y nhân đạp chân ga phía dưới, nàng tìm ngươi có chuyện gì vậy? Không biết, bảo ta đi tới chỗ tiểu muội chân dài, nói ở đó đang xảy ra chuyện. Hạ thiên đối với chuyện này cũng không thèm để ý. Xảy ra chuyện, làm y nhân hơi kinh ngạc, vậy tại sao ngươi không đi giúp đỡ? Vợ tiểu y y, bây giờ cửu nha đầu càng ngày càng không nghe lời ta quyết định không gặp nàng nữa hạ thiên nói không chút hoang mang nếu nàng ấy thực sự muốn nhờ ta giúp đỡ vậy nàng ấy phải nói chuyện thật tốt với ta với thái độ hiện tại của nàng ấy ta sẽ không giúp nàng ấy lam y nhân ngây ngẩn cả người nàng đột nhiên có nhận thức mới về hạ thiên lúc đầu nàng còn tưởng rằng tên này đối với phụ nữ xinh đẹp đều sẽ chấp nhận tất cả nhưng hiện tại có vẻ như không phải vậy chương 1570, cứ từ từ. Hạ, chồng, bây giờ ta không có cảm giác thèm ăn. Nếu không thì chúng ta cứ ăn bừa chút gì đi. Lam y nhân dừng xe ở ven đường, qua bên kia cầu là có quán bán bún gạo, có muốn đến ăn thử không? Được, Hạ Thiên vẫn một lời đồng ý như cũ. Hai người rất nhanh đã vào quán ăn, sau đó gọi hai phần bún gạo. Lý do Lam y nhân chọn nơi này, một là vì nàng không muốn ăn gì, mặt khác, nàng luôn cảm thấy không bao lâu nữa, A cửu chắc chắn sẽ lại gọi điện thoại tới. Hơn nữa người này vẫn chưa là chồng chính thức của nàng. Cuối cùng hơn phân nửa là hắn vẫn sẽ tới chỗ A cửu. Rất nhanh bún gạo đã được bưng lên, mà cũng đúng như dự đoán của Lam Y Nhân, hai người vừa mới bắt đầu ăn, điện thoại của Hạ Thiên lại vang lên. Cú điện thoại này chính là do A cửu gọi tới. Cửu nha đầu, có chuyện gì? Hạ Thiên vẫn nghe điện thoại. Sao người vẫn còn chưa tới? A cửu có chút tức giận. Tại sao ta phải đi chứ? Hạ Thiên hỏi ngược lại. "Ngươi, a à, cửu nhất thời bị nghẹn họng, phải mất một lúc nàng mới tức giận hỏi, đồ khốn này, ngươi có ý gì?" "Cửu nha đầu, ngươi không phải vợ ta, tiểu muội chân dài cũng không phải vợ của ta. Các ngươi bảo ta đến thì ta sẽ đến à, vậy chẳng phải là ta quá tùy tiện rồi sao?" Hạ Thiên cười hì hì, "Bây giờ, ta là đàn ông đã có vợ, không thể tùy tiện như vậy được, cho nên ta sẽ không đi." Nói xong lời này, Hạ Thiên trực tiếp cúp máy sau đó hắn còn tự lẩm bẩm cho nhà đầu nhà ngươi dám cúp điện thoại của ta, lần này, ta cúp điện thoại của ngươi trước. Làm y nhân có chút giở khóc giở cười, người này sao lại có chút trẻ con vậy? Chuyện này thật sự giống như một đứa trẻ con đang giận dỗi. Vợ tiểu y y, mau ăn đi, lát nữa chúng ta còn phải đi đó. Hạ thiên cười hì hì nói. Lúc đầu, làm y nhân muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng nàng vẫn không nói gì, tiếp tục ăn bún gạo ngay khi hai người sắp ăn xong bún gạo thì điện thoại của Hạ Thiên lại đổ chuông. Vợ y y, người nhớ ta sao? Hạ Thiên nhanh chóng nhận điện thoại, cười nói hì hì. Làm y nhân lập tức hiểu rằng lần này không phải là A Cửu gọi điện tới, mà y tiểu âm gọi đến. Rất rõ ràng, A Cửu vừa mới nhờ y tiểu âm giúp đỡ. Ở bên phía nhụy nhụy đã xảy ra ít chuyện, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Bây giờ ngươi có rảnh không? Y tiểu âm nói thẳng vào vấn đề vợ y y chờ chút nữa ta mới rảnh hạ thiên bình tĩnh nói a à, cửu mời ngươi đi qua tại sao ngươi lại không đi y tiểu âm hỏi lại vợ y y cửu nha đầu không hề mời ta đến nàng là bảo ta đến hạ thiên nói rất chân thành nàng ấy cũng không phải vợ ta bảo ta đi thì ta đi à vậy không phải là ta không biết xấu hổ sao cuối cùng hạ thiên lại cười nói hì hì nhưng vợ y y thì khác nếu ngươi bảo ta đi ta sẽ đi đợi ta và vợ tiểu y y ăn cơm xong ta sẽ đến đó vậy thì ngươi cố gắng nhanh lên chuyện bên kia hình như khá gấp giọng nói của y tiểu âm vẫn lạnh nhạt như vậy ta cúp máy trước đây còn nữa ngươi không cần đi với a cửu y tiểu âm còn chưa kịp nói xong thì phát hiện hạ thiên đã dập máy thế là ở đầu bên kia điện thoại y tiểu âm sững sờ một lúc tên này lại chủ động cúp điện thoại của nàng sao bên đây hạ thiên đang có chút đắc ý lần này cuối cùng ta cũng cúp điện thoại trước vợ y y rồi. Làm y nhân lại bó tay lần nữa, tên này đúng là có tính trẻ con. Tính tiền, làm y nhân gọi nhân viên phục vụ, nàng biết đã đến lúc phải đi. Hạ Thiên cũng không phản đối, mấy phút sau, cả hai người lại xuất hiện ở trên xe. Người muốn tới chỗ của Ninh Nhụy Nhụy, phải không? Làm y nhân khởi động xe, đồng thời xác nhận lại một chút. Ừm, nhưng vợ tiểu y y, người không cần phải vội, cứ từ từ lái xe là được. Hạ Thiên thuận miệng nói, hắn mới không vội đi qua bên kia đâu, trái lại, cho dù là A Cửu hay Tiểu muội chân dài, hắn đều không nghe lời. Xe bắt đầu chạy trên đường, nhưng làm y nhân cũng không cố ý lái chậm, nàng lái với tốc độ ngày thường vẫn đi, đúng lúc đường có chút tắc nghẽn, kết quả là, chờ tới lúc hai người đến nhà họ Ninh đã là 30 phút sau. Vợ Tiểu Y Y, vẫn là người ngoan hơn, Hạ Thiên rất hài lòng với tốc độ này. Sau khi xuống xe, hai người cùng nhau đi vào tổ trạch của nhà họ ninh đi thẳng đến bên trong đã phát hiện trong sân lúc này thật sự có rất nhiều người ngoại trừ a cửu ninh nhụy nhụy và ninh vọng hải thì còn có một đám người toàn cảnh nhìn có chút lộn xộn lúc này khuôn mặt xinh đẹp của ninh nhụy nhụy đỏ bừng có vẻ nàng rất tức giận còn a cửu đang đứng ở bên cạnh lại cách xa hơn một chút nhìn nàng ấy giống như không muốn tham gia vào chuyện của nhà họ ninh có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến nàng gọi điện thoại cho hạ thiên mà nàng ấy rất nhanh đã nhìn thấy Hạ Thiên đang đi về phía bên này. Tên đáng ghét này, sao bây giờ ngươi mới tới? A cửu nổi nóng. Ta muốn đến lúc nào thì đến nha. Hạ Thiên lười biếng nói, ta còn có thể rời khỏi bất cứ khi nào ta muốn nữa, cho nên, cửu nha đầu, nếu ngươi không nghe lời dù chỉ một chút, ta sẽ đi ngay lập tức. Ngươi, A cửu rất muốn mắng người, nhưng khi nhìn thấy Ninh Nhụy Nhụy cách đó không xa, cuối cùng A cửu vẫn quyết định nhẫn nhịn, bởi vì nàng biết Hạ Thiên nói đi là sẽ đi thật sự. Nhụy nhụy, đừng nói là ta lấy tay bắt cá, chúng ta đều phải cho nhà họ hồ một lời giải thích về chuyện này. Lúc này một giọng nói truyền đến, dù sao thì gia vĩ cũng vì ngươi mà chết. Ngươi không thể chỉ vì vài lời mà đuổi nhà họ hồ đi được, ngươi nói đúng không? Tiểu muội chân dài, ta cảm thấy tên ngu ngốc này nói rất đúng. Ngay khi đó, giọng nói của hắn vang lên, làm y nhân cũng bó tay rồi, Người này quả nhiên mở miệng ra là muốn đắc tội với người khác. Chương 1571, là ta làm đấy. Ninh Nhụy Nhụy vốn dĩ đang tức giận đến mức đỏ bừng mặt, lúc này nàng lại đột nhiên cảm thấy buồn cười, quả nhiên mỗi lần tên Lưu Manh kia mở miệng đều mắng người khác là đồ ngu ngốc. Nè, ngươi nói người ta là đồ ngu ngốc lại còn nói người ta nói đúng, chẳng lẽ ngươi cũng là đồ ngốc à? Ninh Nhụy Nhụy quay đầu liếc xéo Hạ Thiên, tức giận nói. Tiểu muội chân dài cho nên ta đã nói trí thông minh của cô không tốt lắm, đồ ngốc cũng thỉnh thoảng biết nói đúng mà. Hạ Thiên nhìn Ninh Nhụy Nhụy với ánh mắt xem thường, giống như tên ngu ngốc đó nói rất đúng, tại sao cô lại có thể nói mấy câu rồi đuổi đám người nhà họ Hồ đi chứ? Cô biết cái gì gọi là đuổi sao? Cô phải đánh bọn hắn mới được chứ? Phụt! Lam y nhân đứng một bên không khỏi bật cười, nàng đột nhiên phát hiện ra hỏa này rất thích đùa giỡn. Nói đến cũng rất kỳ quái, Trước đó làm y nhân vẫn luôn cảm thấy Hạ Thiên quá khoác lác, hơn nữa đầu óc không quá bình thường, nhưng hiện tại khi nàng phát hiện Hạ Thiên không phải đang khoác lác, mỗi lời nói và hành động của hắn lại mang đến cho nàng cảm giác hoàn toàn khác nhau, giống như bây giờ, nàng cảm thấy nam nhân này rất thú vị. Ninh nhụy nhụy nghe vậy thì có chút ngẩn ngơ, trong lúc lơ đắng thì khóe miệng đã cong lên như muốn cười, cuối cùng nàng lại liếc Hạ Thiên một cái, nè, ta cũng không phải tên cuồng bạo lực như ngươi, chỉ biết đánh người. Người mắng ai đấy, một giọng nói tức giận vang lên, nhụy nhụy, tên kia là ai? Người cứ thế mặc hắn nói hưu nói vượn ở đây sao? Đúng rồi, tiểu muội chân dài, tên ngu ngốc này là ai vậy? Hắn có quan hệ gì với tên ngốc hồ gia vĩ à? Lúc này, Hạ Thiên thuận miệng hỏi một câu. Mà tên ngu ngốc trong miệng hắn thật ra là một nam nhân trẻ tuổi, dáng dấp khá cao, tướng mạo không tệ, ăn mặc cũng mang đến cho người ta một loại cảm giác rất có tiền. Ninh Nhụy Nhụy còn chưa lên tiếng thì người khác đã giành trước. giọng điệu người nọ rất bất mãn. Người nói cái gì? Người dám mắng gia vĩ là đồ mốc lần nữa thử xem. Người nói là một nam nhân trẻ tuổi, tướng mạo tương đối bình thường, ăn mặc cũng rất sang, thân hình hơi mập. Hồ gia vĩ vốn dĩ là đồ mốc mà, ta mắng hắn chỗ nào chứ? Hạ Thiên có chút khó hiểu. Ta đặc biệt chán ghét thứ ngu mốc như các ngươi, trí thông minh của mình thấp mà còn không cho người khác nói sao? a à, cửu đứng bên cạnh liếc hạ thiên một cái hắn vẫn luôn nói người khác là đồ ngốc dường như trong mắt hắn không có mấy ai là thông minh trong lòng ninh nhụy nhụy có chút sảng khoái vì nàng cũng muốn mắng chửi người chỉ là không tiện mắng mà thôi đến nỗi lam y nhân nàng xem như đã hiểu người chồng trên danh nghĩa này có vẻ rất thích khinh bỉ trí thông minh của người khác nàng cũng không nhớ rõ mình đã bị người này khinh bỉ bao nhiêu lần rồi nè ngươi đừng có mà chửi lung tung bây giờ Ninh Nhụy Nhụy mới lên tiếng, đây là anh họ của ta, Ninh Trung Khải, đây là Hồ Gia Văn, cũng chính là anh của Hồ Gia Vĩ. Tiểu muội chân dài, người anh họ này của cô trí thông minh còn thấp hơn cả cô nữa nha. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, còn trí thông minh của tên Hồ Gia Văn kia cũng không khác gì đứa em trai của hắn, cả hai đều là đồ ngốc. Mẹ nó, người mới là kẻ ngu. Tiểu tử, mau xin lỗi đại thiếu gia chúng ta. Thứ ngu xuẩn đó từ đâu tới, dám nói năng như thế với đại thiếu gia chúng ta. Vài tiếng mắng chửi vang lên, người nói chuyện là đám vệ sĩ đứng phía sau Hồ Gia Văn. Hồ Gia Văn giơ một tay lên, những người đó lập tức yên tĩnh trở lại. Ngươi là ai? Hồ Gia Văn nhìn Hạ Thiên, theo như lời ngươi nói, ngươi từng gặp em trai ta. À, tên ngu nhà ngươi còn không biết ta là ai. Hạ Thiên lười biếng nói, ta tên là Hạ Thiên, Hạ Trong Xuân Hạ Thu Đông, Thiên Trong Đệ Nhất Thiên Hạ ta đương nhiên đã từng gặp qua em trai ngu ngốc của ngươi, hắn vô lễ với tiểu muội chân dài trên đỉnh núi tuyết, lại còn quấy giày giấc ngủ của ta. Hạ thiên quay đầu nhìn ninh nhụy nhụy, lại nói, đúng rồi, tiểu muội chân dài, cô có thể tìm tên ngu ngốc đó, bắt đền tiền bồi thường nha, không phải tên em trai ngu ngốc của hắn hù dọa cô sao. Nếu ngươi không biết nói chuyện thì có thể ngậm miệng lại được không? Ninh nhụy nhụy sắp điên rồi, tên lưu manh này nói năng bậy bạ gì vậy, trước đó, nàng chỉ nói gặp viết lở, hiện tại hắn nói như vậy không phải là phơi bày toàn bộ sự thật ra hết sao ngươi nói bậy bạ gì đó hồ gia văn nhìn chằm chằm hạ thiên em trai ta chết vì tuyết lở các ngươi còn muốn dội nước bẩn lên người em trai ta em trai ngươi vốn dĩ chính là một tên biến thái dội nước bẩn cho hắn may ra mới rửa sạch hắn được hạ thiên vươn vai một cái như vậy đi ta nói đám người các ngươi rất phiền đừng đi tìm tiểu muội chân dài nữa em trai của ngươi là do ta giết chết muốn báo thù thì chỉ cần tìm ta thôi, bây giờ ta đang rất nhàm chán đây. Nè, ngươi không nói lung tung sẽ chết à, Ninh Nhụy Nhụy hung tợn trợn mắt nhìn Hạ Thiên, não người này có vấn đề à, nào có ai thừa nhận mình giết người như hắn chứ. Tiểu muội chân dài, ta không có nói lung tung, cô không biết vụ tuyết lở kia là do ta làm ra sao. Hạ Thiên lười biếng nói, cho nên tên hồ gia vĩ ngu mốc kia chẳng khác gì là bị ta giết chết. Ngươi nói là ngươi giết em trai ta, Hồ Gia Văn lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, giọng điệu lập tức trở nên lạnh lẽo dị thường. chương 1572, ném vào thùng rác. Ừ, ngươi nghĩ như vậy cũng đúng, tên em trai ngu ngốc của ngươi muốn phi lễ tiểu muội chân dài, còn ẩm ý không cho ta ngủ, tâm trạng ta không tốt cho nên tạo tuyết lở chôn luôn em trai ngươi. Ngươi có thể tới tìm ta báo thù bất cứ lúc nào, ta không ngại nha. Hạ Thiên nói với dáng vẻ chẳng hề có chút để ý. Tốt, rất tốt, Hồ Gia Văn cắn răng, ta đã thấy rất nhiều kẻ phách lối, nhưng mà phách lối giống như ngươi thì ta mới thấy lần đầu. Một giây sau, Hồ Gia Văn vung tay lên, "Lên đi. Tất cả xông lên hết đi, nếu tiểu tử kia nhất quyết ôm lấy việc này, vậy thì đánh hắn thật mạnh vào cho ta, chỉ cần đừng đánh chết là được rồi." Hồ Gia Văn hiển nhiên không tin lời nói của Hạ Thiên, đây thật ra cũng rất bình thường, Hạ Thiên nói mình là người tạo ra vụ viết lở, còn nói hắn cũng ở trên đỉnh núi tuyết. Người bình thường chắc chắn sẽ không có ai tin tưởng. Lúc này, bất luận là Hồ Gia Văn hay Ninh Trung Khải, ai cũng đều cho rằng Hạ Thiên chỉ muốn làm cho Ninh Nhụy Nhụy vui, cho nên mới ôm chuyện này vào người, mà bây giờ Hồ Gia Văn quyết định muốn cho Hạ Thiên một bài học thật, cũng coi như là một lời cảnh cáo cho Ninh Nhụy Nhụy. Đám vệ sĩ sau lưng Hồ Gia Văn nhận lệnh lập tức nhào tới Hạ Thiên, mà lúc này Ninh Trung Khải cũng lên tiếng, "Nhụy Nhụy à, sao ngươi lại đi quen biết với mấy tên lôi thôi bừa bãi như vậy chứ?" đừng nói ta không nhắc nhở ngươi sau này ngươi nên rời xa cái loại người đó một chút a a a tiếng kêu rên thảm thiết cắt lời của ninh trung khải ninh trung khải theo bản năng quay đầu nhìn lại tiếp đó hắn lập tức trợn tròn mắt vì toàn bộ vệ sĩ do hồ gia văn mang tới đều đang nằm đo ván trên mặt đất đám người ngu ngốc các ngươi vẫn mãi không phát triển trí thông minh hạ thiên lắc đầu nhất định phải chạy tới đánh nhau với ta đây không phải muốn ăn đòn sao được thôi rất tốt, không ngờ ngươi cũng có chút bản lĩnh. nhưng ta nói cho ngươi biết, biết đánh nhau cũng không có cái gì ghê gớm. a, à, hồ gia văn còn chưa dứt lời thì đã bị hạ thiên đá một cước vào người, cả người ngã trên mặt đất. Ừm, vừa rồi ngươi nói là không đánh chết ta, cho nên bây giờ ta cũng không đánh chết ngươi. hạ thiên nhìn hồ gia văn lăn lộn trên mặt đất, vừa nói vừa dùng chân dẫm lên trên người hắn. giang giác, a. À. Tiếng gãy xương và tiếng kêu thảm thiết xen lẫn cùng một chỗ, không bao lâu thì Hồ Gia Văn đã đau đến hôn mê bất tỉnh. Mà đám vệ sĩ ngã trên mặt đất còn chưa kịp bò dậy kia đều đã dâng lên sự sợ hãi tận sâu trong đáy lòng, bởi vì bọn hắn thấy rất rõ ràng, Hạ Thiên đã trực tiếp đạp gãy tay chân của Hồ Gia Văn. Ngươi, ngươi dám, Ninh Trung Khải nhìn Hạ Thiên như nhìn thấy quỷ. À, đúng rồi, tên đần nhà ngươi muốn mang đám ngốc này đi hay muốn ta vứt tất cả các ngươi ra ngoài, Hạ Thiên nhìn Ninh Trung Khải, lười biếng hỏi: Ngươi, ngươi chớ làm loạn, ta cho ngươi biết, ta sẽ báo cảnh sát. À, Ninh Trung Khải hét thảm một tiếng, sau đó lập tức ngất xỉu ngay tại chỗ. Đám đần các ngươi thực sự là nói nhảm quá nhiều. Hạ Thiên nói xong lời này thì đột nhiên biến mất. Một phút sau, Hạ Thiên trở về, mà những người trên mặt đều biến mất. Ngươi đưa bọn hắn đi đâu vậy? Ninh Nhụy Nhụy không khỏi thắc mắc. Ném vào thùng rác, Hạ Thiên thuận miệng nói tiếp đó nhìn về phía a cửu cửu nha đầu việc này giải quyết xong chưa nếu xong rồi thì ta muốn đi tu luyện với vợ tiểu y y nè ai nói với người việc phải giải quyết là cái này hả a cửu tức giận nói ta bảo ngươi tới đây không phải để đánh người không phải việc này hạ thiên có chút buồn bực vậy còn chuyện gì nữa chứ hắn quét nhìn xung quanh một vòng sau đó ánh mắt rơi xuống trên người ninh vọng hải a à, tại sao lão đầu nhà ngươi lại bệnh nữa rồi bây giờ ngươi mới phát hiện à a cửu hừ nhẹ một tiếng ninh lão gia tử rõ ràng đã được ngươi chữa khỏi nhưng bây giờ cơ thể lại xảy ra vấn đề rốt cuộc chuyện này là như thế nào dừng một chút a cửu lại nói trước đó ta đã kiểm tra sơ qua phát hiện tình huống lần này có vẻ không giống với lần trước ừ đúng là không giống hạ thiên rất nhanh đưa ra kết luận lần này là bị trúng độc cái gì trúng độc ninh nhụy nhụy hoảng hốt cái này cái này sao lại có chuyện này được? hai ngày nay ông nội không có tiếp xúc với người khác, sao có thể trúng độc chứ? tiểu muội chân dài à? ta nói cô ngốc mà cô không chịu tin. muốn hạ độc người khác rất đơn giản, nếu không phải bây giờ trên người ta không có gì thì ta đã có thể hạ độc lên người cô bất cứ lúc nào rồi. hạ thiên lười biếng nói. nhụy nhụy muốn hạ độc đúng là không khó, biện pháp thường thấy nhất là động tay động chân trong ăn uống hàng ngày. a à cửu giải thích. hạ thần y bắt đầu từ trưa hôm nay ta đã cảm giác không thoải mái rồi cả ngày hôm nay ta chỉ ăn bữa sáng tiếp đó uống ly trà giữa trưa chỉ ăn một chút điểm tâm ngoài ra không còn gì khác lúc này ninh vọng hải lên tiếng khí sắc của hắn không tốt lắm có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà hắn vẫn luôn không lên tiếng ai chuẩn bị những thứ đó cho ngươi hạ thiên thuận miệng hỏi là một đứa cháu gái của ta mấy ngày nay nàng đều ở lại đây để chiếu cố ta người kia rất đáng tin ninh vọng hải hồi đáp tiếp đó nhìn vào bên trong hô một câu, Ngọc Liên, người đi ra đây một chút. Một người phụ nữ trung niên đi ra từ bên trong, Hạ Thiên thoáng nhìn người nọ một cái, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Ninh Nhụy Nhụy, tiểu muội chân dài, ta cảm thấy nhân phẩm của cô có vấn đề nha. chương 1573, kỹ thuật diễn quá kém. Lưu manh đáng chết, nhân phẩm của ngươi mới có vấn đề. Ninh Nhụy Nhụy tức giận phản bác, tên Lưu manh này dám nói đến nhân phẩm, một mình hắn tìm nhiều cô vợ như vậy, hơn nữa còn dòm ngó nàng, nhân phẩm vô cùng thấp. Tiểu muội chân dài, nhân phẩm của ta rất tốt, nhưng nhân phẩm của cô thật sự có vấn đề nha, nếu không thì tại sao bên cạnh cô sẽ có nhiều người muốn hại cô như vậy chứ? Hạ Thiên nói với vẻ mặt vô cùng chân thành, đầu tiên là cái tên biến thái tên Hồ Gia Vĩ, sau đó là tên biến thái khác gọi là Ninh Tứ. À, hôm qua còn có thứ hàng nhái triệu khả nhi, cô xem đi, hiện tại nữ nhân này chính là thủ phạm hạ độc ông nội cô cái này liên quan gì tới nhân phẩm của ta chứ? Chờ đã, ngươi nói cô Ngọc Liên hạ độc ông nội ta. Ngươi, ngươi chớ có nói hưu nói vượt, chuyện này sao có khả năng được chứ? Ninh nhụy nhụy nhìn sang nữ nhân trung niên tên là Ninh Ngọc Liên, Ngọc Liên gì, ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự? Ta, ta không có. Sắc mặt của Ninh Ngọc Liên có chút hoảng loạn. Trong túi của ngươi vẫn còn thuốc độc chưa dùng xong nha. Hạ Thiên lười biếng nói, tiểu muội chân dài, Cô không tin thì có thể đi kiểm tra một chút, nó ở ngay trong túi quần bên phải của nàng. "Ngươi, tại sao ngươi lại?" Ninh Ngọc Liên nhìn Hạ Thiên, sắc mặt tái nhợt, một tay theo bản năng sờ về phía túi quần, nhưng nàng lập tức phát hiện làm như vậy không tốt cho nên nhanh chóng rụt tay về. Đáng tiếc là động tác của nàng đã bị tất cả mọi người nhìn thấy. Việc này rất khó tin, nhưng bây giờ Ninh Nhụy nhụy đã hiểu, Ninh Ngọc Liên thật sự có vấn đề. Tiểu muội chân dài, cô nhìn đi Ta đã nói là nhân phẩm của cô có vấn đề rồi mà." Hạ Thiên nhìn Ninh Nhụy Nhụy, lười biếng nói. Ninh Nhụy Nhụy hung ác trợn mắt nhìn Hạ Thiên, suýt nữa thốt ra câu nàng không có quen biết Ninh Ngọc Liên, nhưng sau đó Ninh Nhụy Nhụy nghĩ đến, nếu như nàng phản bác như vậy, chẳng phải là đang nói nhân phẩm của ông nội nàng có vấn đề sao? Ninh Nhụy Nhụy rơi vào đường cùng, đành phải ngậm miệng, chấp nhận bị bêu danh, đồng thời thầm mắng Hạ Thiên ít nhất mấy chục lần ở trong lòng. Tên Lưu Manh Kiêm bệnh tâm thần đó mới là người có nhân phẩm kém thật sự. Ngọc Liên, ta tin tưởng chuyện này không phải do ý muốn của bản thân ngươi, nói đi, ai sai khiến ngươi làm vậy? Lúc này, Ninh Vọng Hải lên tiếng, hắn nhìn Ninh Ngọc Liên, giọng điệu ôn hòa nhưng cũng khiến người ta cảm thấy một cỗ uy nghiêm. "Chú hai, ta..." Ninh Ngọc Liên nhìn Ninh Vọng Hải, vẻ mặt bất an. "Ngọc Liên, ngươi chỉ cần nói đúng sự thật, như vậy ta có thể sẽ không truy cứu." Ninh Vọng Hải tiếp tục nói, mấy năm nay, mỗi lần ta trở về đây đều là do ngươi chiếu cố ta, ta tin tưởng ngươi sẽ không muốn hãm hại ta, nếu như ngươi thật sự muốn hại ta thì đã không cần chờ tới bây giờ, cho nên ngươi chỉ cần nói cho ta biết, rốt cuộc là ai sai khiến ngươi làm vậy? Là nhà họ Hồ hay nhà họ Ninh, hoặc còn có một người khác. Thật xin lỗi, chú hai, ta ta cũng là bị ép buộc. Ta, ta không thể nói, ta thật sự không thể nói nếu như ta nói ra thì bọn hắn nhất định sẽ không buông tha cho ta ninh ngọc liên đột nhiên quỳ xuống đất chú hai ta thật sự không thể nói ông ông thả ta đi đi nếu không thì ông báo cảnh sát để cho cảnh sát bắt ta lại cũng được nhưng ta thật sự không thể nói ninh ngọc liên đột nhiên khóc giống trên mặt đều là nước mũi nước mắt nhìn qua trông rất thương tâm sắc mặt của ninh vọng hải có chút nặng nề mà gương mặt xinh đẹp của ninh nhụy nhụy bây giờ cũng rất khó coi tiếng khóc của Ninh Ngọc Liên dường như thật sự đả động bọn họ. Kỹ thuật diễn quá kém, ngay lúc đó, Hạ Thiên lại lắc đầu cảm thán, chẳng thể trách tiểu muội chân dài sẽ bị cái tên minh tinh hàng nhái triệu khả nhi kia lừa gạt, ít nhất thì kỹ thuật diễn của nàng ta còn tốt hơn người này nhiều. Nè, người nói vậy là có ý gì? Ninh nhụy nhụy nghe vậy thì hỏi ngược lại. Tiểu muội chân dài, quả nhiên cô còn đần hơn cả vợ tiểu y y, ngược càng nhỏ sẽ khiến cô càng ngốc. Hạ Thiên lắc đầu, nàng khóc giả như vậy mà cô cũng tin. Ninh nhụy nhụy nghiến răng nghiến lợi, rất muốn đè tên lưu manh hạ thiên này đánh một trận, nàng ngực nhỏ thì thế nào? Làm quái gì ngực nhỏ thì tương đương với ngốc, mấu chốt nhất là, ngực của nàng không nhỏ. Nhưng Ninh nhụy nhụy không khỏi nhìn về một chỗ nào đó của Lam Y Nhân, tiếp đó nàng lại không thể không thừa nhận, nếu như so sánh với đối phương thì đúng là nàng hơi nhỏ. Người nói nàng giả vờ, lúc này giọng nói của A Cửu truyền đến, không phải ngươi rất biết thẩm vấn người sao? Ngươi trực tiếp khiến mọi việc rõ ràng không được à? Tốt thôi, tránh cho các ngươi đi tìm ta vì những chuyện nhỏ nhặt này. Hạ Thiên đột nhiên biến mất, chớp mắt một cái đã đi tới bên cạnh Ninh Ngọc Liên, sau đó hắn lấy ra một cây ngân châm rồi đâm vào nhiều vị trí trên người Ninh Ngọc Liên. Cuối cùng, Hạ Thiên nhìn Ninh Ngọc Liên, lười biếng nói, nè, bọn hắn hỏi ngươi cái gì thì ngươi phải thành thật nói cái đó, bọn hắn bảo ngươi làm cái gì thì ngươi cũng phải làm cái đó, biết chưa? Đã biết, Ninh Ngọc Liên hồi đáp. Tốt, tiểu muội chân dài, hiện tại mặc kệ các cô hỏi cái gì thì nàng cũng sẽ thành thật trả lời, ta đi luyện công với vợ tiểu y y đây. Hạ Thiên đi đến bên cạnh Lam Y Nhân rồi thuận tay ôm eo nàng, chuẩn bị rời đi. chương 1574, ta là bé ngoan. Chờ một chút, ta cửu vội vàng hô một tiếng, người giải độc cho Ninh Lão ra tử trước đã. À, quên mất, Hạ Thiên ôm Lam Y Nhân đi tới bên cạnh Ninh Vọng Hải, thuận tay châm vài châm cho đối phương, tiếp đó lập tức ôm Lam Y Nhân biến mất. "Nè nè, chúng ta đi đâu?" Lam Y Nhân không khỏi kháng nghị, nàng vốn dĩ còn muốn xem Ninh Ngọc Liên có thật sự hỏi gì đáp nấy không. Hạ Thiên không có trả lời vấn đề của Lam Y Nhân, bởi vì rất nhanh Lam Y Nhân đã biết câu trả lời, gia hỏa này đã ôm nàng trở lại khách sạn. "Anh làm gì vậy? Xe của ta còn ở nhà họ Ninh đấy." Trong giọng nói của Lam Y Nhân có chút hờn dỗi, cái người này thật là Chạy trốn nhanh ghê gớm quá ha. Động một chút lại ôm nàng chạy mất, không thể lái xe ngồi xe như người bình thường sao. Vợ tiểu y y à, rất nhanh ngươi sẽ phát hiện, ngươi không cần lái xe cũng được. Hạ thiên cười hì hì, chờ ta trước tiên dùng nghịch thiên bát châm tẩy tủy cho ngươi, tiếp đó ngươi sẽ trở nên tương đối lợi hại, lại qua một thời gian nữa thì ngươi sẽ có thể lợi hại như ta bây giờ. Nhưng ta còn có việc, tiểu phong vẫn đang bị nhốt tại cục cảnh sát. Lam y nhân không phải không muốn tu tiên, nhưng vấn đề là bây giờ nàng thật sự không có tâm trí cho việc kia. Vợ tiểu y y, người không cần lo lắng, để tên em trai vô dụng của ngươi ở trong cục cảnh sát một hồi đi, qua mấy ngày nữa ta sẽ giúp người cứu hắn ra. Hạ Thiên Thuận miệng nói. Nhưng anh định cứu như thế nào đây? Bây giờ chứng cứ rất bất lợi cho em trai của ta. Lam y nhân vẫn còn rất lo lắng. Vợ tiểu y y, đây thật ra rất đơn giản, lỡ như thật sự không tìm thấy chứng cứ em trai ngươi đã giết người, vậy thì ta sẽ trực tiếp mang em trai ngươi rời đi. Hạ Thiên nhìn Lam Y Nhân, tóm lại là ngươi không cần lo lắng, bây giờ chỉ cần yên tâm tu luyện với ta là được rồi. Nhưng bây giờ ta thật sự không có cách nào an tâm được. Lam Y Nhân có chút bất đắc dĩ, hai ngày nay đã xảy ra quá nhiều việc rồi. Hạ Thiên nhìn Lam Y Nhân, trên gương mặt xinh đẹp của nàng chứa đầy sầu lo, đây khiến Hạ Thiên thoáng có chút buồn bực, vì hắn phát hiện, vợ tiểu y y thật đúng là không có cách nào an tâm, mà tu luyện yêu cầu cần chuyên tâm, đặc biệt là bây giờ hắn đang muốn thí nghiệm biện pháp tu luyện mới, cho nên càng cần nàng chuyên tâm hơn nữa. Suy nghĩ một chút, Hạ Thiên rốt cuộc đã đưa ra quyết định, tốt thôi, vợ tiểu y y, ta sẽ cứu đứa em trai vô dụng của người từ trong nhà lao ra. a à, anh tuyệt đối không được cưỡng ép đoạt người đó. Làm y nhân vội vàng nói, nếu không thì Tiểu Phong sẽ trở thành đối tượng bị truy nã tốt thôi, vậy ta sẽ dùng biện pháp thông thường. Hạ Thiên nói xong thì lập tức mở cửa phòng đi ra ngoài. Lam y nhân cũng đi theo, đồng thời không khỏi thắc mắc chúng ta đi đâu vậy. Vợ tiểu y y, chúng ta không đi đâu hết. Hạ Thiên cười hì hì, tiếp đó ngẩng đầu, à ha, nơi này có một chiếc camera. Hạ Thiên giơ tay lên quơ quơ về phía hướng camera, vợ tiểu yêu tinh, mặc dù ta không biết ngươi đang ẩn núp ở chỗ nào, nhưng nhất định là ngươi có thể nhìn thấy ta. Ừm, tóm lại là ngươi tương đối lợi hại trong chuyện tìm chứng cứ, cho nên ngươi hãy nghĩ biện pháp cứu em trai của vợ tiểu y y ra đi, nếu như ngươi có thể thuận tiện nói cho ta biết ngươi đang ở đâu thì càng tốt. Làm y nhân ở bên cạnh trợn tròn mắt, đây cũng được sao? À đúng rồi, ngươi biết số điện thoại hiện giờ của ta không? Ngươi hơn phần nửa là biết rồi, nếu như ngươi biết thì nhớ gửi tin nhắn cho ta nha. Hạ Thiên nở nụ cười tươi giói về phía camera, còn nữa, vợ tiểu yêu tinh. Mặc dù dáng người của ngươi không tốt, nhưng ta cũng có chút nhớ ngươi." "Như vậy thật sự được chứ?" Lam Y Nhân không khỏi nghi vấn. "Ừ, không có vấn đề gì đâu, cứ như vậy là được rồi, chúng ta trở về phòng chờ tin tức đi." Thật ra thì Hạ Thiên cũng không xác định cho lắm, nói xong hắn lập tức ôm Lam Y Nhân trở về phòng đóng cửa lại, "Vợ tiểu Y Y, ta cần nói cho ngươi chút việc về tu luyện, có một số việc hẳn nên nói cho ngươi biết trước." Hạ Thiên còn chưa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, nhưng không phải có người gọi đến, mà hắn nhận được một tin nhắn. Đây là một tin nhắn không hề có tên người gửi, mà nội dung tin nhắn lại làm cho Hạ Thiên có chút ngẩn người. Ta không phải là tiểu yêu tinh, ta là bé ngoan. Làm y nhân đọc tin nhắn, tiếp đó cũng có chút sửng sốt, đây có nghĩa gì? Ta cũng không rõ, Hạ Thiên thực sự không biết, người chuyên môn giúp ta thanh lý chứng cứ không phải là vợ tiểu yêu tinh nhưng bé ngoan lại là ai? Hạ Thiên suy nghĩ một chút, hắn không tài nào nhớ nổi có người gọi là bé ngoan, chẳng lẽ người này là đồ đệ mà vợ tiểu yêu tinh thu nhận? Nhưng nếu như vợ tiểu yêu tinh thật sự thu đồ đệ thì cũng nên nói cho hắn biết chứ. À, cũng có thể không nói. Tóm lại, vợ tiểu y y, bây giờ sẽ có người tìm chứng cứ giúp em trai của ngươi rồi. Mặc dù Hạ Thiên không rõ lắm chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn biết người gọi là bé ngoan kia cũng đã bắt tay hành động. Lam y nhân gật đầu, bây giờ nàng thật sự càng ngày càng tin tưởng năng lực của Hạ Thiên, mà hiện tại nàng cũng thật sự ký thác tất cả hy vọng vào trên người đối phương. Cùng lúc đó, tại Cục Cảnh sát thành phố Quế, Điền Thành cũng đang lùng tìm tư liệu của Hạ Thiên, chỉ vừa mới tìm, hắn lại phát hiện có vấn đề. chương 1575, không được tra nữa. Trước đó Điền Thành không tra tìm tư liệu của Hạ Thiên trong hệ thống, mà bây giờ khi hắn muốn tìm thì lại phát hiện trong hệ thống căn bản là không có người này. Hắn lập tức cảm thấy tình huống không đúng lắm, chẳng lẽ cái tên Hạ Thiên đó chỉ là một cái tên giả? Thời đại này nếu có người dùng tên giả, hơn phân nửa là có chút vấn đề. Thế là Điền Thành suy nghĩ có nên đưa Hạ Thiên đến cục cảnh sát chính thức điều tra một chút hay không, nhưng vào lúc này có một nữ cảnh sát đi đến. "Tổ trưởng, nữ cảnh sát này không phải ai khác, chính là người trước kia có chút ít xung đột với Hạ Thiên, Trương Gai." "Trương Gai, không phải ta đã bảo ngươi về nhà rồi sao?" Điền Thành nhíu mày. Tổ trưởng, ta đã nhớ ra Hạ Thiên là ai rồi? Trương Giai vội vàng nói, ta đã nói là có chút ấn tượng với người kia mà, mới vừa rồi ta rốt cuộc cũng nhớ tới. Người biết hắn, Điền Thành hơi kinh ngạc. Tổ trưởng, người có nhớ danh sách thập đại tội phạm truy nã không? Trương Giai nói nhanh, tên tội phạm đứng đầu chính là Hạ Thiên. Đứng đầu trong thập đại tội phạm truy nã. Điền Thành sững sờ, tiếp đó hắn thật đúng là nghĩ tới. Đúng vậy, trong cục cảnh sát vẫn luôn có một danh sách truy nã, mà cũng có cách nói thập đại tội phạm truy nã. Điền Thành đương nhiên cũng từng nhìn qua danh sách này, có điều bây giờ trong đó đã không còn tên của Hạ Thiên nữa. Bây giờ, Trương Gia nhắc tới chuyện này khiến Điền Thành đột nhiên nghĩ, đúng là mấy năm trước trong thập đại tội phạm truy nã có một người tên là Hạ Thiên. Nhưng sau đó cái tên đó đã bị hủy bỏ, Điền Thành cũng dần dần quên mất việc này. Người nhắc ta mới nhớ tới, Điền Thành khẽ nhíu mày nhưng bây giờ Hạ Thiên đã không phải là đối tượng truy nã, hơn nữa hắn còn có chút kỳ quái, ta căn bản tìm không thấy tên Hạ Thiên đó trong hệ thống. Vừa rồi Điền Thành còn đang hoài nghi Hạ Thiên là dùng tên giả, nhưng nếu như Hạ Thiên đã từng là người đứng đầu trong thập đại tội phạm truy nã, như vậy cái tên Hạ Thiên kia hẳn là thật. Tổ trưởng, bất kể như thế nào, chúng ta nên đưa hắn đến cục cảnh sát thẩm vấn một chút. Trương Giai nói nhanh, trước kia hắn từng là tội phạm truy nã, mặc dù bây giờ coi như hắn không nằm trong danh sách truy nã nữa thì người đó khẳng định cũng có vấn đề. Người cứ từ từ, ta tìm người hỏi một chút, Điên Thành trầm ngâm một lúc, tội phạm truy nã bị gỡ ra khỏi danh sách, bình thường là bị bắt hoặc đã chết, nhưng bây giờ Hạ Thiên vẫn sống rất tốt, chuyện này quá không bình thường. Đúng rồi Trương Giai, người có nhớ trước đây Hạ Thiên bị truy nã bởi tội danh gì không? Ta không có ấn tượng gì về chuyện này. À, cái kia, ta hoài nghi là mình có thể đã nhớ nhầm sắc mặt của Trương Giai có chút cổ quái. Người nói vậy là sao? Điền Thành nhíu mày, người nhớ nhầm cái gì? Cái kia, tổ trưởng, sở dĩ ta nhớ kỹ chuyện này vì lúc đó ta cảm thấy tội danh của Hạ Thiên rất kỳ quái. Trương Giai có chút ngượng ngùng, bây giờ đã qua nhiều năm, ta đang suy nghĩ có phải ký ức của mình xảy ra vấn đề gì rồi hay không, bởi vì tội danh của hắn lúc đó hình như là... Rốt cuộc là cái gì? Người nói thẳng đi, Điền Thành có chút không kiên nhẫn. Hình như, hình như là tội song hôn, Trương Giai có chút ngượng ngùng, dù sao thì nàng cũng là cảnh sát, biết lấy tội danh này mà đứng đầu thập đại tội phạm truy nã, ít nhiều gì cũng có chút quỷ dị. Tội song hôn, điên thành cố gắng nhớ lại, nhưng dù sao thì chuyện này đã qua nhiều năm rồi, mà mấy năm nay hắn đã xử lý không biết bao nhiêu bản án mới, hơn nữa hắn cũng không phải đặc biệt quan tâm đối với những vụ như thập đại tội phạm truy nã kia, cho nên thật sự nghĩ không ra lúc đó Hạ Thiên bị truy nã vì tội danh gì tổ trưởng thật ra ta cảm thấy chúng ta vẫn nên bắt hạ thiên đến cục cảnh sát đi trương giai lại đề nghị đúng lúc này điện thoại trên bàn làm việc của điền thành vang lên ta là điền thành a à, cục trưởng là ông à ông có phân phó gì ông ông nói ai hạ thiên vâng đúng vậy hắn bị nghi ngờ có liên quan tới một vụ án cục trưởng ông đừng nóng giận được được ta đã hiểu ta đã hiểu ta nhất định sẽ làm theo Điền Thành tiếp cú điện thoại này gần 2 phút, mà khi hắn cúp điện thoại thì cả người nhìn qua có chút sững sờ. Tổ trưởng, thế nào rồi? Trương Giai không khỏi thắc mắc, nàng mơ hồ nghe trộm được cú điện thoại này có liên quan tới Hạ Thiên, trong lòng có một loại dự cảm không ổn. Cục trưởng bảo ta ngừng hết tất cả điều tra nhằm vào Hạ Thiên, phía trên có người phát hiện ta đang tra tìm tư liệu của người đó cho nên lập tức ra lệnh cho cục trưởng. Điền Thành hít một hơi thật sâu, Trương Giai, người cũng đừng điều tra về Hạ Thiên nữa, người này có lai lịch rất lớn. Hả, vậy, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi nhìn hắn phạm tội mà không để ý sao? Trương Giai có chút khó có thể tin, cũng có chút không cam tâm. Không, hắn không có phạm tội. Điền Thành lắc đầu, cục trưởng nói, những việc mà Hạ Thiên làm đều trong phạm vi quyền hạn của hắn. Người này có quyền hạn cực kỳ cao, cụ thể là cao bao nhiêu thì cục trưởng cũng không có tư cách biết đến. Audio điện tử võ tấn bền kết tập 93